Tôm phải kiếm tiền nuôi gia đình, đành phải bỏ việc dạy học ở trường. Vì vậy mà cô gái trẻ trước mắt này thay thế vị trí của anh ấy. Từ hôm nay trở đi, chị Cầm sẽ thay tôi giảng dạy các em. Các em phải nghe lời như trước đây, không được bắt nạt chị ấy, hiểu không? Thầy phải đi rồi. Sao thầy lại phải đi à? Có phải chúng em làm thầy giận không? Thầy đừng đi mà, chúng em sẽ nghe lời mà. Lưu Tiểu Hổ có mặt. Nhiệm vụ bảo vệ thầy Cầm giao cho em, em có hoàn thành được không? Thầy yên tâm, em bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Có em ở đây, không ai có thể bắt nạt thầy Cầm. Từ nay những đứa trẻ này giao cho cô. Tiền lương của thầy mỗi tháng là một lượng bạc. Lúc đó tôi sẽ cho Tiểu Hoàn đưa cho cô. Không được, tôi không cần tiền lương gì hết. Hơn nữa thầy ở trường trước giờ cũng không có lương. Từ bây giờ sẽ có. Đây là sách đệ tử quy, dạy các em học 10 lần. Sau đó bảo các em chăm chỉ học thuộc. Quý công tử đã nghĩ ra tên cho cửa hàng chưa? Chuyện này cần suy nghĩ thêm. Hay gọi là Lục Thần Phường thì sao? Công tử, tôi thấy gọi là Như Ý Phường nghe hay hơn. Chuyện này không liên quan gì đến Lưu Như Ý cả. Sao lần nào cũng để anh ta hưởng lợi? Tên này không hay. Chúng ta làm kinh doanh chính đáng. Như Ý Phường, nghe như là nhà chứa mới mở ở thành phủ. Công tử, tôi thấy tên Như Ý Phường rất hay. Vì chúng ta bán như ý lộ, nên tên cửa hàng cũng phải phù hợp. Tôi nghĩ, không có tên nào phù hợp hơn Như Ý Phường. Tôi cũng thấy gọi là Như Ý Phường hay hơn. Vì phu nhân đã nói thế, vậy chúng ta sẽ gọi là Như Ý Phường. Ngày khai trương chính thức của Như Ý Phường, nhưng không bán được một chai nước hoa nào. Khi Tôm và Tiểu Hoàn đang lo lắng, thì có khách đến. Hai cô nương, chào mừng đến với Như Ý Phường. Đây là gì? Đây là Như Ý Lộ, là sản phẩm mới nhất của cửa hàng chúng tôi. Có tác dụng làm mát, tỉnh táo, đổi mũi và giảm ngứa. Cha, công tử này đẹp trai quá. Rất thích, xin hỏi công tử, Như Ý Lộ dùng như thế nào? Khi tắm hoặc giặt, nhỏ vài giọt Như Ý Lộ vào. Mùa hè có thể làm mát, mùa thu có thể đổi mũi giảm ngứa. Ngoài ra, khi rửa mặt hàng ngày, nếu nhỏ vài giọt Như Ý Lộ vào nước, cũng có thể giảm khả năng mắc bệnh. Công tử nói Như Ý Lộ có thể đổi mũi, có thật không? Cô nương có thể thử, nếu nói dối, tôi sẽ hoàn trả gấp đôi giá bán. Xin hỏi Như Ý Lộ giá bao nhiêu? Mỗi chai một lượng bạc. Một lượng bạc? Thứ quý giá như vậy mà chỉ bán một lượng bạc. Một món trang sức của tôi cũng tầm mấy chục, trăm lượng. Cô nương là khách đầu tiên của cửa hàng chúng tôi, có thể được giảm giá 50%. Chỉ cần 5 tiền bạc là có thể mua một chai Như Ý Lộ. Một lượng bạc thì một lượng bạc. Nếu không hiệu quả, tôi sẽ quay lại tìm anh. Cuối cùng cũng khai trương rồi. Cô mau ra phố, tìm cửa hàng tên Như Ý Phường, mua một ít Như Ý Lộ về. Tiểu thư, Như Ý Lộ là gì? Khi tìm thấy cửa hàng sẽ biết. Cửa hàng đó ở chợ Đông, bên cạnh cửa hàng chúng ta đến mấy ngày trước. Cô mau đi nhanh về. Biết rồi, tiểu thư. Tôi sẽ đi ngay. Công tử kia không lừa tôi. Tối qua khi tắm, nhỏ vài giọt Như Ý Lộ vào, không bị mũi đốt cả đêm. Thật là thần kỳ. Một truyền mười, mười truyền trăm, khiến cho việc kinh doanh của Như Ý Phường ngày càng phát đạt. Tất nhiên với danh tiếng hiện tại của Tôm, nếu anh ta tự mình đứng ra quảng bá cho Như Ý Phường, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Khi kinh doanh của Như Ý Phường ngày càng phát đạt, người gây rối cũng tìm đến. Anh là chủ tiệm ở đây à? Không nghe thấy công tử hỏi à? Anh có phải chủ tiệm không? Có chuyện gì thì nói đi. Công tử chúng tôi tìm anh tất nhiên là chuyện tốt rồi. Công thức Như Ý Lộ này, công tử chúng tôi muốn mua với giá 1,0 lượng bạc. Ông Phương, tiện khách 1,2. Công thức Như Ý Lộ, dù số tiền này có tăng gấp 10-200 lần, tôi cũng không đồng ý. Công nghệ cốt lõi của Như Ý Lộ chính là chưng cất rượu. Liên quan đến việc kinh doanh sau này, phương pháp chưng cất tôi không thể bán được. Các vị xin hỏi, dám hỏi anh biết công tử chúng tôi là ai không? Nếu không đi, tôi sẽ tự mình tiễn các anh ra ngoài. Ở thành phố này, tốt nhất nên cúi đầu làm người. Nếu không, lúc chết cũng không biết tại sao, còn dám đe dọa. May mà các người chạy nhanh, lần sau để tôi thế nữa, sẽ đánh gãy chân các người. Bọn khốn này, 1,0 lượng bạc mà muốn mua công thức của chúng ta. Sao không đi cướp đi? Như Ý Lộ có lợi nhuận khổng lồ, thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Hơn nữa, Như Ý Lộ chỉ mới bắt đầu. Nếu việc kinh doanh phát triển hơn, chắc chắn sẽ bị nhiều người chú ý. Phải làm sao bây giờ? Khi Tôn đang suy nghĩ đến việc này,
thì có người bước vào cửa hàng. Người đó chính là Tiểu Vương gia, Như Ý Phường nổi tiếng ở Phủ An Khánh gần đây. Thật là anh mở. Anh đến đây làm gì? Như Ý lộ đó, lấy cho tôi 100 chai, tôi sẽ mang 100 chai khi rời đi. Đừng nói 100 chai, một chai cũng không có. Hôm nay Như Ý lộ đã bán hết rồi, đơn hàng cũng đã xếp đến 7 ngày sau. Muốn có Như Ý lộ ít nhất cũng phải đợi 7 ngày. Hơn nữa, Như Ý lộ một lần chỉ có thể mua tối đa 20 chai. 7 ngày quá lâu, tôi không đợi được lâu như vậy. Quy trình sản xuất Như Ý lộ rất phức tạp, sản xuất một chai mất nhiều thời gian. Hơn nữa chúng tôi thiếu, người làm không thể sản xuất hàng loạt. Việc này có khó gì? Tôi sẽ tìm người từ Vương Phủ đến giúp anh. Có người vẫn chưa đủ, còn cần mua nguyên liệu, cần nhiều bạc. Hơn nữa không thể dồn tất cả công sức vào Như Ý lộ. Như Ý Phường sắp giới thiệu nước hoa và rượu mạnh, cũng cần người. Việc này không phiền anh, bảo họ làm việc chăm chỉ. Trong 3 ngày không có 100 chai Như Ý lộ, ít nhất cũng có 50 chai. Đến lúc đó anh cho người đến lấy. Nước hoa là gì? Rượu mạnh mạnh đến mức nào? Ô, rượu ngon, người làm và xưởng. Tôi giúp anh giải quyết, anh chỉ cần nói tôi, rượu mạnh này được nấu như thế nào? Và nước hoa là gì? Để anh miễn phí cung cấp người và thật ngại quá, hay chúng ta hợp tác kinh doanh? Lợi nhuận chia đều, anh thấy sao? Đó là ý hay. Vậy cứ quyết định thế. Tiễn Ly Hiên xong, tôm nằm trong sân phơi nắng. Không ngờ rằng, lại có người đến tìm. Ngô gia có người tìm ông? Tại sao hôm nay lại có người đến tìm tôi? Mau đuổi họ đi. Là một cô gái xinh đẹp. Không biết hôm nay cô nương Túy Mặc đến đây có việc gì? Túy Mặc đến lấy bức tranh của công tử Hoàng. Anh ấy lấy bức tranh của mình từ khi nào? Hà Nhân nghi ngờ mở bức tranh trên tay Túy Mặc. Nhìn thấy cô gái cầm trang trong bức tranh, nét mặt Hà Nhân trở nên ngưng trệ trong giây lát. Thật là Liễu Như Ý, nhưng tôi chỉ vẽ Liễu Như Ý một lần, và bức tranh đó cho đến bây giờ vẫn còn khóa trong tủ của tôi. Vậy bức tranh trước mắt là sao đây? Có lẽ công tử hôm đó lấy nhầm tranh rồi. Xin hãy trả lại bức tranh đã lấy đi cho tôi. Nếu hôm đó mình lấy nhầm tranh, bức tranh này rơi vào tay Túy Mặc, vậy bức tranh mình mang đi hôm đó thực ra là chân dung của cô ấy. Thật không ngờ phu nhân lại giấu kín bức chân dung của tiểu thư thứ hai. Có vẻ như mình vô tình phát hiện ra một bí mật động trời. Phải chăng đã có tiểu thư lớn? Phu nhân vẫn chưa hài lòng, trong lòng còn nghĩ đến tiểu thư thứ hai. Làm sao đây? Chuyện này có nên nói cho tiểu thư lớn biết không? Đã biết chuyện này rồi. Dầu diếm không nói cho tiểu thư lớn là không trung thành, nhưng phản bội phu nhân là không nghĩa khí. Con có thể phá hủy một gia đình tốt đẹp. Nếu lén lút nói cho tiểu thư thứ hai, sợ rằng mình và phu nhân đều sẽ gặp rắc rối lớn. Công tử, thật xin lỗi, hôm đó lấy bức tranh đi mà không mở ra. Không ngờ lại lấy nhầm. Nhưng bức tranh đó hiện không mang theo bên mình. Đợi ngày mai lấy rồi gửi lại cho cô nương. Xin công tử phiền rồi, cô nương Túy Mặc còn có điều không thể giấu. Cuối cùng muốn thỉnh giáo công tử. Công tử đã dùng kỹ pháp gì có thể vẽ bức chân dung sống động như thật? Người trong tranh như muốn bước ra khỏi tranh. Thì ra cô nương Túy Mặc nói về tranh ba chiều. Tôi sẽ dạy cô từng bước. Đây không phải là bí mật không thể truyền lại. Không có gì cần giữ bí mật. Nếu đã hỏi, Hà Nhân cũng không nên giấu giếm. Vì vậy đã nói tất cả kỹ thuật vẽ tranh cho cô ấy nghe. Phu nhân, có chuyện gì vậy? Cô gái vừa rồi là ai? Cô ấy tên là Túy Mặc, một người bạn. Nói rồi em cũng không biết đâu. Cô nương Túy Mặc, người đứng đầu của viện quần ngọc. Anh biết nhiều quá nhỉ? Tiểu thư lớn và tiểu thư thứ hai hả? Hà Nhân thấy bức chân dung của Liễu Như Ý để quên trên bàn. Bị Liễu Như Ý cầm lên. Ánh mắt lóe lên màu sắc khó hiểu. Ánh mắt của Liễu Như Ý nhìn qua, nhẹ nhàng một cái lắc. Cuộn tranh đã được thu lại, cầm trên tay nàng. May mắn là họ mới tới lúc này. Nếu đến sớm một khắc, thấy phu nhân và cô nương Túy Mặc, mắt qua mắt lại, một mình lão phương không thể ngăn hai vị tiểu thư được. Nương tử sao nàng đến đây? Rảnh rỗi nên đến đây xem. Hôm nay xem như là bà chủ kiểm tra cửa hàng nhỉ. Lần sau không dám nói chuyện với em gái nữa đâu. Mọi người xem, anh trai tôi chỉ dùng nước Như Ý của cửa hàng họ mới thành ra thế này. Anh trai tôi nghe nói nước Như Ý của Như Ý Phường có thể tỉnh táo đầu óc, định dùng lúc đọc sách mệt mỏi. Ai ngờ, dùng rồi lại thành ra thế này. Chuyện gì xảy ra vậy? Các ngươi là ai? Ở đây làm gì? Chính là nước Như Ý của các ngươi. Hai anh trai tôi thành ra thế này, hôm nay các ngươi phải cho chúng tôi một lời giải thích. Cái gì? Đây là đầu heo nhà ai? Ngươi đừng hòng chuyển chủ đề. Nếu hôm nay các ngươi không cho ta lời giải thích, ta nhất định sẽ đưa các ngươi lên quan phủ. Công tử, ngài đến đúng lúc. Hắn nói nước Như Ý của chúng ta có vấn đề. Hắn làm sao mà thành ra thế này?
Không phải tại nước như ý của các ngươi sao? Tránh ra, tránh ra. Tụ tập ở đây. Vì chuyện gì? Quan tuần bộ, anh trai tôi dùng nước như ý của cửa hàng này. Nay thành ra thế này. Chứng cứ rành rành, những người này còn muốn chối cãi. Xin quan tuần bộ chủ trì công đạo cho chúng tôi. Sao lại thành ra thế này? Có oan ức gì? Về nha môn nói chuyện sau. Giải tán, giải tán. Quan tuần bộ, trước khi về nha môn, cho tôi hỏi hắn vài câu được không? Có gì mà hỏi? Về nha môn có thời gian để hỏi. Còn đứng đó làm gì? Đưa hết đi. Cho hắn hỏi. Hỏi thì sao? Không mất bao nhiêu thời gian. Ai nói thế? Quan tuần bộ, ngươi cũng dám che lời sao? Cầm miệng. Đội trưởng sao ngài lại đến? Quan tuần bộ phát điên gì? Đây là lệnh của quan huyện. Đưa chủ tiệm như ý phường về nha môn. Hắn còn dám không nghe lệnh quan huyện sao? Ngươi muốn hỏi gì hỏi đi. Cảm ơn quan phụng. Ngươi nói ngươi bây giờ thành đầu heo là do dùng nước như ý của cửa hàng ta. Trương Tư, ngươi còn nhớ lúc nào mua không? 3 ngày trước. Mua trực tiếp hay có đơn đặt hàng? Mua trực tiếp. Lúc đó giá bao nhiêu? 1 bánh 1 lượng bạc. Ngày đó ngươi mua từ ai? Là ngươi tự tay đưa cho ta. Còn nhớ giờ không? Lời nói dối. Hôm nay có ai đưa ngươi bao nhiêu bạc? 10 lượng bạc. Quan phụ, ta hỏi xong rồi. Xin lỗi. Các vị bị oan, có hứng làm tuần bổ không? Làm tuần bổ? Không không không. Ngươi là chủ tiệm như ý phường, đã nghe nói về nước như ý của các ngươi từ lâu. Hôm nay tiện đường qua, lấy cho ta một chai. Xin lỗi, hôm nay nước như ý đã bán hết. Mai quan tuần bổ đi tuần thì qua lấy. Được rồi, mai ta sẽ quay lại. Anh rể, ngươi nói chủ tiệm như ý phường nếu không biết điều, không chịu giao công thức nước như ý, thì phải làm sao? Lo gì? Đưa người về, giam vài ngày, giam 3-5 ngày rồi mới hỏi. Sao rồi? Đưa người về chưa? Đại nhân, đã đưa về 2 người nhưng... Quan tuần bổ mặt mày khổ sở, kể lại chuyện vừa xảy ra. Chuyện gì? Bị Lý Tuần Bổ phá hỏng rồi. Lý Tuần Bổ nào? Ngươi không nói với hắn đây là lệnh của quan huyện sao? Lý Tuần Bổ, quan huyện Lưu đã đặc biệt dặn dò ta, không được đắc tội với Lý Tuần Bổ này. Hậu quả đắc tội với hắn ta không gánh nổi. Lý Tuần Bổ có quen biết với chủ tiệm? Chắc không quen biết. Chuyện này để sau nói tiếp. Anh rể đáng ghét. Đường đường là quan huyện lại bị thuộc hạ là tuần bổ ức hiếp. Biết thế ta đã không tìm đến người anh rể tiện lợi này. Không kể gì, công thức nước như ý ta nhất định phải có được. Xin hỏi nhà của hạ nhân ở đâu? Các ngươi là ai? Đừng lo, ta là bạn của hạ nhân. Tìm hắn có việc cần bàn. Công tử hiện không có ở nhà. Ngươi đi theo con đường này. Khoảng một khắc, sẽ thấy một con suối nhỏ. Ở đó có thể tìm thấy hắn. Cảm ơn Tư Thông huynh. Ngươi thật là khó tìm. Tướng công, đây là tướng công. Cô gái lần trước đi cùng Tư Thông huynh, có vẻ là em gái hắn. Hai chị em đều xinh đẹp thế này. Tư Thông huynh không hổ là thần tượng của ta. Nương tử, đây là bạn làm ăn của ta. Tên Lý Huyền. Chào chị dâu. Chào Lý công tử. Đúng rồi, đây là quản gia Vương. Việc kinh doanh bên ngoài của phủ Vương đều do hắn quản lý. Việc kinh doanh nước như ý và rượu mạnh thế nào, ngươi bàn với hắn là được. Hạ công tử, chúng ta vẫn nên bàn về việc hợp tác kinh doanh trước. Phủ Vương lo liệu nhân lực, cả việc xây nhà, thuê cửa hàng, sau đó còn phải lo liệu sản xuất và bán hàng. Lợi nhuận chia đều 50-50, có vẻ không hợp lý lắm. Ý của quản gia Vương là gì? Chia 30-70. Chia 30-70 sao lại ngại ngùng? Phủ Vương đã bỏ ra công sức lớn, chỉ nhận 30% lợi nhuận. Ta thấy không ổn. Hay chia 40-60 thế nào? Hạ công tử hiểu lầm rồi. Tất nhiên là Phủ Vương nhận 70%. Lời này của quản gia Vương không đúng. Quản gia Vương là người hiểu biết. Hắn biết rằng nếu sản xuất lớn nước như ý và rượu mạnh, sẽ mang lại bao nhiêu lợi nhuận. Nước như ý thực sự là vật quý, phổ biến khắp thành Tĩnh An. Nếu mở rộng sản xuất, có thể xuất khẩu đến kinh đô. Còn rượu mạnh, tốt hơn các loại rượu khác trong tử quán. Lợi nhuận không thể đo lường. Ngươi đã nghe nói về quyền sở hữu trí tuệ chưa? Quyền sở hữu trí tuệ. Dù lợi nhuận từ nước như ý và rượu mạnh lớn, nhưng nếu không có công thức, phương pháp sản xuất rượu mạnh, lợi nhuận lớn đến đâu cũng vô ích. Điểm này quản gia Vương không thể phủ nhận. Tất nhiên rồi. Quản gia Vương thấy điều gì quan trọng hơn? Công thức hay nhân lực và xưởng? Tên này dám điều kiện với Phủ Vương, đáng ra phải nịnh bợ chúng ta chứ. Nước như ý và rượu mạnh chỉ là khởi đầu. Như ý phường sắp tung ra nước hoa và xà phòng, lợi nhuận còn lớn hơn rượu mạnh. Thật sao? Tiền của phụ nữ dễ kiếm nhất. Chỉ một chai nước như ý đã khiến họ thế này. Nếu tung ra nước hoa và xà phòng,
Không biết họ sẽ điên cuồng đến mức nào. Nếu có việc kinh doanh nào sinh lời hơn, thì thật là một công lớn. Có lẽ với công lao này, trong đời này, ta có thể lên làm đại tổng quản phủ vương, lên đến đỉnh cao của cuộc đời cũng không chừng. Được, 50-50 thì 50-50. Trong không khí vui vẻ hòa hợp, hai bên cuối cùng đã thống nhất phân chia lợi nhuận. Vẫn giữ nguyên 50-50. Nhưng, hạ nhân phải đảm bảo rằng nếu sau này có thứ mới, phải ưu tiên hợp tác với Phủ Ninh Vương. Đệ tử quy lời thánh nhân, trước tiên hiểu đễ, sau đó cẩn trọng và tin cậy, yêu thương mọi người và gần gũi. Có dư sức thì học văn. Bên cạnh quản gia Vương không xa, học trò đang đọc thuộc lòng bài học mà thầy dạy họ mấy hôm. Tiếng đọc không ngừng làm quản gia Vương bực mình. Đến nỗi hắn ngồi cạnh cũng có thể thuộc lòng mấy câu đó, không khỏi lắc đầu, chú ý trở lại vào món ăn trước mặt. Chuyện đó điều tra thế nào rồi? Lý Hạ Luân là người làng Lý, huyện An Khê, 17 tuổi thi đỗ tú tài, có chút tiếng tăm trong huyện. 2 năm sau không có gì nổi bật, không có tin tức gì. Theo lời chính quyền làng Lý, cách đây vài tháng, hắn bị tâm thần, nói làm nhảm, rời làng và không trở lại. Tự xưng là Hạ Tư Thông, Sử Tân Phong. Nay nhìn lại, lời chính quyền làng nói không đúng. Người này rất tài năng. Học chính tô từng khen ngợi hắn là tài tử số một của Cảnh Quốc. Một vài bài thơ của hắn đã nổi tiếng khắp phố An Khê. Không ai không biết, chắc chắn không bị tâm thần. Có thể, thầy Tô hiếm khi khen người. Vậy nói thế, xuất thân và lai lịch của hắn không có vấn đề gì. Dù chưa rõ tại sao hắn lại đến trại Liếu Diệp và đã có gia đình, nhưng xuất thân không vấn đề, không phải cố ý tiếp cận Vương Phi. Món mứt băng yêu thích của Vương Phi là do hắn làm. Nói ra ta nên cảm ơn hắn. Nếu không có hắn, Vương Phi bây giờ chắc vẫn còn chịu khổ vì bệnh lạ đó. Không chỉ vậy, hôm nay trong phủ, từ Vương Phi đến hầu gái, yêu thích nước Như Ý cũng là từ tay hắn. Dưới sự chỉ đạo của Thế Tử, phủ đã hợp tác với hắn, đã có danh tiếng. Tại sao lại hạ thấp thân phận, dinh dáng đến những thứ tầm thường này? Thôi bỏ đi, hắn có ơn với phủ ta, những lợi ích nhỏ này để hắn hưởng. Nếu không, ta thật không biết thưởng hắn thế nào. Kỹ thuật massage của Giao Hoàn dạo này khá lên. Ồ, nương tử, sao là nàng? Tướng công cứ nằm đó, đây vốn là việc của thiếp. Thực ra thiếp có một chuyện tò mò đã lâu. Nói không sao, tướng công đến trại này, sao không nghĩ đến chạy trốn? Nếu ta nói vì ở đây ăn ở miễn phí, còn có nha hoàn phục vụ, nàng tin không? Nếu tướng công nói thế, thiếp tin. Mấy ngày qua, sao tướng công không về thăm nhà? Về đâu? Về nơi tướng công từng sống. Nhà không ai, nay chỉ là một căn nhà. Về hay không cũng không quan trọng. Tướng công từng ăn không đủ no. Lúc mới đến đây, chủ nhân cơ thể này chỉ là một nho sinh nghèo. May là đẹp trai, nếu không ta đã khóc. Tướng công tài giỏi thế, còn biết kinh doanh, sao cũng đói. Hai cái đó không liên quan. Tài năng không thể ăn, nhưng võ công thì được. Nương tử võ công cao thế, nếu làm sơn tặc, chắc sẽ cướp được lương thực. Ngày tháng cũng vẫn khó khăn. Thực ra thiếp cũng từng nghĩ vậy. Khi đó chỉ nghĩ làm sao để cho Như Ý và Tiểu Hoàn ăn no, chứ không nghĩ gì khác. Nếu thực sự đến mức đó, có lẽ sẽ như tướng công nói, đi đến bước đó cũng không phải là không thể. Ngoài việc làm sơn tặc, nàng còn ước mơ gì khác không? Trước đây từng muốn mở một võ quán, thực ra đó là tâm nguyện của cha. Đáng tiếc khi đó gia đình không nghèo khó, nhưng cũng không có nhiều tiền dư, không thể chịu được chi phí mở võ quán. Sau khi cha mất, cũng không nghĩ đến nữa. Nàng muốn làm thì làm đi, tiền để đó cũng chỉ để đó. Chuẩn bị mở một võ quán là đủ. Nếu không đủ thì đợi thêm 10 ngày. Khi đó đừng nói mở một võ quán, mở 5, 6, 7, 8 quán không có gì khó khăn. Cha luôn muốn truyền bá võ học nhà Lưu. Thiếp không nghĩ xa thế, rảnh rỗi dạy vài đứa trẻ, cũng coi như thực hiện tâm nguyện của cha. Vì đó là tâm nguyện của cha vợ, hạ nhân cũng phải chú ý hơn, ghi nhớ điều này trong lòng. Sau vài câu, chủ đề lại chuyển sang chuyện khác. Hai người trước đây cũng thường trò chuyện, nhưng như hôm nay vui vẻ như vậy thì là lần đầu, dường như đã thấy dáng vẻ thật sự của vợ chồng. Nếu cứ tiếp tục thế này, sinh vài đứa con trai mập mạp không phải là mơ. Tôi đã phái người tìm hiểu rồi. Mỗi sáng sớm, họ sẽ mang Như Ý lộ đến cửa hàng ở Phủ Thành. Cửa hàng đóng cửa vào buổi trưa, chủ quán sẽ thuê một chiếc xe ngựa từ Phủ Thành đi ra, và con đường này là lối đi tất yếu của họ. Nhớ là chỉ cần không gây ra án mạng, các người làm sao cũng được. Tôi chỉ cần công thức của Như Ý lộ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại dừng lại?
công tử cứ ở trong xe ngựa, đừng ra ngoài, phía trước có điều gì đó không ổn. Được rồi. Chuyện này không liên quan đến chúng ta chỉ là người nhận tiền làm việc. Có người bảo chúng ta làm như vậy. Ai sai khiến các ngươi? Là hắn bảo chúng tôi ép hỏi. Công thức của Như Ý lộ. Anh rể tôi là huyện úy ở đây. Ngươi đánh ta, hắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Huyện úy à, tự ta sẽ dẫn ngươi đến gặp hắn. Công tử, những người này muốn công thức của Như Ý lộ. Để lại vài người xử lý. Không sao nữa thì sớm về thành. Chắc là những người này. Nhầm ta là Tư Thông huynh. Lại dám nhắm vào Như Ý lộ. Đại nhân Lưu không hay rồi. Có chuyện gì, nói đi. Báo đại nhân Lưu, vừa nãy có mấy người nói họ từ Phú Ninh Vương bắt nhiều người đến huyện nha, còn bắt cả đại nhân Tiên Mai. Ngươi vừa nói gì? Người từ Phú Ninh Vương bắt đại nhân huyện úy đang chờ ngài ở tiền đường. Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm? Ta là huyện lệnh ở đây, không biết mấy vị. Ồ, không biết tội chính là gì khiến mấy vị phải làm lớn chuyện, bao che và dung túng thích khách ám sát tiểu vương có phải tội lớn không? Cái gì? Khi nào ta bảo chế thích khách ám sát tiểu vương ra, cho ta mời cái gan ta cũng không dám. Đại nhân minh xét, hạ quan thật sự không bảo chế bất cứ ai ám sát tiểu vương ra. Hạ quan không biết gì về việc này. Anh rể, họ bắt tôi, mau bắt họ lại. Đệ tử quy, thánh nhân huấn, thủ hiếu đễ, thứ cẩn tín, phạn ái chúng, nhi thân nhân, hữu dư lực, tắc học văn. Cười xong rồi, vừa rồi ngươi đọc là bài gì? Ngươi có biết ai viết không? Đã học thuộc chưa? Nếu chưa thuộc, cẩn thận cái mông của ngươi, đồng tri phủ. Ta hỏi ngươi, bài văn ba chữ này ngươi viết phải không? Có còn đoạn sau không? Ba chữ văn, báo đại nhân. Vô tình nhớ được, cho toàn tử đọc. Không ngờ trong làng nhỏ, lại có người tài như vậy. Ngươi có biết toàn bài không? Báo đại nhân, hôm đó tôi chỉ nghe được 10 câu. Không biết bài này có toàn văn hay không? Ngươi phải người hỏi thầy giáo trong làng. Nếu có, nhất định phải đem toàn văn về, gửi đến phủ nha. Ngươi vừa nói là đệ tử quy. Không biết cô nương có thể cho ta một bản gốc của đệ tử quy không? Đệ tử quy không phải do ta viết. Việc này phải hỏi xong rồi mới có thể trả lời ngươi. Không phải cô nương viết. Đây là anh rể viết. Thì ra là hắn. Thật không giấu gì, ta vâng mệnh đồng tri phủ đến lấy bài gốc đệ tử quy. Tri phủ đại nhân rất khen ngợi bài này. Đây là việc tốt cho hạ công tử, cũng là việc tốt lớn. Tri phủ đại nhân, thật là một bài đệ tử quy tốt. Đệ tử quy, giáo sư Phùng, ông cũng nên xem qua bài đệ tử quy này. Đại nhân đồng, bài đệ tử quy này là ai viết vậy? Bài văn ba chữ này thật dễ hiểu. Nội dung tuyên truyền chính là hiếu đế, thành tín, hành nhân. Quả là một tác phẩm tuyệt vời để khai sáng và giáo dục trẻ em. Chúc mừng đại nhân, có bài đệ tử quy này, đại nhân không cần lo lắng về việc giáo dục nữa. Nghe nói bài văn này là do một tú tài ở phủ viết. Bản quan quả là nhờ phúc của hắn. Khi quản gia của phủ vương đưa bài văn này đến, đã nói rằng, bài đệ tử quy này không phải do nữ tiên sinh viết, mà là do một người trẻ tên là Hà Nhân. Đồng tri phủ lập tức sai người điều tra về lai lịch của Hà Nhân. Đương nhiên điều quan trọng nhất là phải xác nhận hắn có phải là người ở phủ Thanh An không. May mắn là Hà Nhân không làm hắn thất vọng, có danh hiệu tú tài, là người dưới quyền hắn. Người ở phủ Thanh An vẫn là đại nhân dạy dỗ tốt, chỉ là tú tài tên Hà Nhân đó có chút không cố gắng, không tập trung vào việc học hành, sớm đỗ cử nhân, lại mở cửa hàng ở phủ Thanh, không làm người đọc sách tốt, lại làm thương nhân. Nếu không phải sai người điều tra, bản quan thật không tin bài đệ tử quy là do hắn viết. Hà Nhân là người viết bài Thủy Điệu Ca Đầu và Khước Kiều Tiên. Giáo sư Phùng cũng biết người này. Hạ quan biết Hà Nhân là người viết Thủy Điệu Ca Đầu và Khước Kiều Tiên, tài thơ vô song, được lão học chính đại nhân gọi là cảnh quốc đệ nhất tài tử. Là Hà Nhân, không biết có phải là người đại nhân nói không? Bài từ Thủy Điệu Ca Đầu trong Hội Thơ Trung Thu. Nếu thật như đại nhân nói, người đọc sách không biết tiến bộ như vậy, cũng nên dạy dỗ lại. Nếu có thể khiến hắn quay lại chính đạo, sau này có lẽ sẽ là một nhân tài tốt. Không ngờ ân sư lại đánh giá cao hắn như vậy. Bản quan càng tò mò về người này. Nghe nói không, ngoài Như Ý Phường ra, trong thành lại có vài cửa hàng bán Như Ý lộ. Thật sự sao? Trong thành hôm nay đột nhiên có vài cửa hàng đều có bán Như Ý lộ. Trước khi ta đến đã thấy có người mua rồi. Chúng ta cũng nhanh chóng đến cửa hàng đó thôi. Nếu đến muộn, chắc phải đợi thêm vài ngày. Những ngày này, có một thứ tên là Như Ý lộ, phổ biến ở phủ thành, đặc biệt được giới danh viện yêu thích. Sao những người đàn ông này cũng chạy theo?
đại nhân không biết, như ý lộ trong giới học sinh, cũng rất được ưa chuộng, bôi thứ này lên người, làm tỉnh táo, giúp tinh thần phấn chấn. Khi học sinh đọc sách mệt mỏi, chỉ cần nhỏ vài giọt, liền có thể tiếp tục đọc sách với tinh thần phấn chấn. Nói vậy, thứ này cũng giúp ích cho học sinh ở Phủ Thanh An. Đúng vậy, trong học viện, không ít học sinh đã phản ánh, thứ này rất hữu ích cho việc học. Hạ quan đang định mua một ít, xem có thể phổ biến hay không. Thứ này tốt, nhưng là người đọc sách, vẫn phải tập trung vào việc học hành. Người này có tài năng như vậy, thật sự không nên lãng phí. Đại nhân nói đúng, hắn đã có thể viết ra bài Đệ Tử Quy giáo dục như vậy, chắc chắn có cái nhìn sâu sắc về giáo dục. Sao không để hắn làm y quan trong học viện, vừa không làm chậm trễ việc học hành, cũng có thể góp phần vào giáo dục của phủ. Vậy thì rất tốt. Đại nhân, Như Ý Phường sắp đến rồi. Ô, chữ đẹp, không lạ gì học chính đại nhân đánh giá cao hắn như vậy. Chỉ dựa vào nét chữ này, em rằng lúc đó không có mấy người có thể bằng hắn. Người ta nói muốn chiếm được trái tim người phụ nữ, trước tiên phải chiếm được dạ dày của cô ấy. Vị nữ bổ khoái này sắp bị ta thu phục rồi. Chị, hôm nay món ăn thế nào? Ngươi là Hà Nhân à? Sao công chúa Vĩnh Lạc lại ở đây? Chẳng lẽ có liên quan đến thư sinh này? Đệ Tử Quy là người viết phải không? Đệ Tử Quy hôm qua Tần Tần đã nói, Chi Phủ Đại Nhân từng sai người đến, lấy từ chỗ cô ấy bản sửa đổi của Đệ Tử Quy. Nhưng mà, Chi Phủ Đại Nhân làm sao biết đến sự tồn tại của Đệ Tử Quy? Chi Phủ Đại Nhân đích thân đến, không tiếp đón từ xa. Mời ngồi, mời ngồi, đừng nói bậy, ta là giáo sư Phủ Học Thanh An. Đệ Tử Quy này là viết cho triều đình. Bài Đệ Tử Quy này có vần điệu dễ nhớ, nội dung dễ hiểu, tuyên truyền đạo lý thánh nhân. Ta và Chi Phủ Đại Nhân bàn bạc, muốn dùng làm sách giáo khoa phổ biến trong phủ. Ngươi có đồng ý không? Mọi việc xin nhờ đại nhân quyết định. Đứa trẻ có thể dạy, bài Đệ Tử Quy này là gì? Lại khiến Chi Phủ Đồng và giáo sư đồng thời đến đây, chẳng lẽ thư sinh này còn có khả năng gì mà ta không biết? Về phần Chi Phủ Đồng, lúc này đã hoàn toàn trở thành một kẻ theo đuôi, im lặng đứng sau giáo sư Phùng. Phần lớn sự chú ý đều tập trung vào Lý Minh Châu. Có tài học như vậy, sao lại không tiến thủ, thi đỗ công danh, phục vụ đất nước, là người đọc sách, lại làm nghề hèn hạ. Những năm qua sách thánh hiền đều đọc uổng phí sao? Nếu ngươi có công giáo hóa cho phủ này, ta có thể đặt cách cho ngươi trong học viện. Là một học quan, không ảnh hưởng đến việc học, cũng giúp ích không nhỏ cho việc thi công danh sau này. Học quan? Sao, ngươi không muốn à? Không phải học sinh không muốn, thực sự học sinh từ nhỏ đã có bệnh mãn tính. Mỗi lần nghĩ đến việc thi công danh làm quan, liền nằm liệt giường, ốm nặng một trận, không còn cách nào khác đành từ bỏ công danh, chuyển sang buôn bán. Ý tốt của đại nhân, học sinh rất cảm kích, nhưng vì bệnh mãn tính, cũng chỉ có thể từ chối ý tốt của đại nhân. Bệnh không làm quan được, đó là bệnh gì? Thư sinh này rõ ràng không có lòng cầu công danh, không muốn làm một học quan nhỏ bé. Bịa ra cái bệnh không làm quan được, để thoái thác giáo sư Phùng, mà giáo sư Phùng lại tin. Nếu lúc này công chúa Vĩnh Lạc không có ở đây, ta đã đánh hắn một trận. Thôi bỏ đi, nếu đã có bệnh. Chuyện này để sau hãy nói. Vị đại nhân này thật sự tin lời lừa dối. Một người trung thực như vậy cũng khiến ta thấy không yên tâm. Không ngờ trên đời lại có bệnh lạ như vậy. Ta thật là thiếu hiểu biết. Ngươi thật sự tin lời hắn sao? Ý của Chi Phủ Đồng là tên này dám lừa ta. Hừ, kẻ cứng đầu như thế, ta gặp nhiều rồi, dù là gỗ mục, ta cũng phải khiến hắn hối cải. Thôi bỏ đi, hắn chắc chắn không có lòng cầu công danh. Dù ngươi và ta nói nhiều thế nào, cũng chỉ là đàn gảy tai trâu. Sao ngươi không muốn làm học quan? Làm học quan không có gì tốt, không có phẩm chất, cả ngày bị người sai bảo, không có ý nghĩa. Nếu làm quan, ít nhất phải là huyện lệnh, không thì làm huyện ủy cũng được. Làm học quan thì được gì? Một huyện lệnh là do hoàng đế bổ nhiệm, là quan chính thất phẩm, được chọn từ các tiến sĩ. Nếu muốn làm huyện lệnh, tại sao không cố gắng hết sức để thi đỗ công danh? Ngay cả huyện úy từ bát phẩm cũng phần lớn đều có danh hiệu cử nhân. Ngươi chỉ là một tú tài nhỏ bé, thậm chí không đủ tư cách để ghi danh ở bộ lại, tự nhiên cũng không thể làm quan được. Đi huyện úy phải không? Ta sẽ làm ngay cho ngươi. Bệ hạ, Diên Phi nương nương hôm nay tỉnh dậy và trở về, đang chờ bên ngoài điện. Đã rất muộn rồi, đi bảo nàng có chuyện gì để ngày mai nói. Bẩm bệ hạ, Diên Phi nương nương đã về cung. Nàng lão nô dâng vật này lên bệ hạ. Vật này gọi là Như Ý Lộc, là nương nương mang về khi tỉnh dậy, nghe nói có tác dụng giảm mệt mỏi. Bệ hạ, vật này không rõ nguồn gốc, có cần để thái y kiểm tra trước không? Sau đó dùng cũng không muộn. Dù sao đây cũng là tâm ý của nàng, hơn nữa Diên Phi sẽ không hại chấm. Đúng rồi, vật này dùng thế nào? Diên Phi nương nương nói, chỉ cần nhỏ lên tay là được. Ô, vật này cũng kỳ lạ. Diên Phi quê ở Phủ Khánh An phải không? Cho vật này vào cống phẩm của Phủ Khánh An.
mỗi tháng gửi một lô. Thật trùng hợp, tấu chương này là của tri phủ Khánh An gửi lên. Đệ tử Quy thật là một bài văn huấn tử xuất sắc. Bài văn này lại là của một tú tài viết. Những lão gia ở Quốc Tử Giám chắc sẽ xấu hổ không dám gặp người. Bệ hạ, công chúa Vĩnh Lạc có thư. Vĩnh Lạc cuối cùng cũng nhớ đến phụ hoàng. Thư đâu? Đưa chậm xem. Bệ hạ, đây cũng là rượu ngon công chúa Vĩnh Lạc gửi. Vẫn là Vĩnh Lạc hiểu sở thích của chấm. Án Tức huyện ủy Lý Tôn, Vĩnh Lạc cũng tôn sùng người này. Thôi kệ đi, cứ để mặc hắn. Thường Đức lão nô viết chiếu thư, ngày mai sai người gửi tới phủ Khánh An. Tiện thể giám sát hắn, bê hạ có chiếu chỉ, tô tô về tiết. Thảo dân biết rồi, cả chiếu chỉ cũng có, rốt cuộc là tên khốn nào hãm hại ta, chắc chắn là cái gã tự xưng phó giáo sư kia. Nghe quan thái giám đọc, tôi nghe ra đời chút. Ý là đệ tử Quy có công giáo hóa, sau đó là khen ngợi. Chưa nghe xong, Tôm đã hiểu. Với phong ấn An Tức huyện ủy Gia Nhi khoan dung vĩnh hỉ, thiên sủng khâm tai, Lý huyện ủy mau tiết chỉ. Có không nhận không? Ngươi muốn kháng chỉ, không làm quan cũng không được. Từ xưa, nhiều người thanh cao không làm quan, vì vậy họ đều chết. Tướng công, rốt cuộc chuyện này là sao? Chắc chắn là bị hãm hại. Không biết Lý huyện ủy định khi nào nhậm chức. Chức huyện ủy rất quan trọng, không thể bỏ trống lâu. Có phải ngươi? Làm huyện ủy là do ngươi nói. Sao ta giúp ngươi? Ngươi không cảm ơn, còn trách ta. Quả là ngươi. Chẳng phải làm huyện ủy là ngươi nói sao? Không làm gì thì không chết. Không làm chuyện ngu ngốc. Người xưa không lừa ta. Ngươi có thể nói chuyện với hoàng đế. Cũng có thể. Chúng ta thương lượng. Không làm huyện ủy, đổi làm tri phủ được không? Ngươi nghĩ tri phủ là cái bác à? Chức huyện ủy không thể bỏ trống. Nếu không có việc gì khác, thì đến huyện nhà báo danh. Nghe nói ngươi làm huyện ủy, sao ngươi biết? Minh Châu nói với tài năng của ngươi, nhàn rỗi cũng phí, không để ngươi làm việc thì uổng phí. Không ngờ Minh Châu lại đánh giá ngươi như vậy. Nhàn rỗi cũng phí, không để ngươi làm việc thì uổng phí. Còn nhớ lần trước ta nói về tâm lý nữ giới không? 36 kế theo đuổi phụ nữ phải không? Tất nhiên là nhớ. Giờ tôi sẽ dạy cậu những thứ đó. Cậu có thể theo đuổi nữ bộ đầu kia. Tại sao phải theo đuổi cô ấy? Cô ấy là đường muội của tôi mà. Vậy cậu bảo tôi viết thơ làm gì? Tôi chỉ muốn cô ấy nhìn tôi khác đi thôi. Cậu vừa nói về tâm lý phụ nữ, 36 kế theo đuổi phụ nữ. Nói tiếp đi. Quên rồi. Cậu đi đâu? Tôi đi vệ sinh. Sư tử giá lâm, hạ quan không tiếp đón từ xa, mong sư tử thứ tội. Không cần đa lễ, ta chỉ đi cùng Lý huyện ủy đến xem. Cứ làm việc của ngươi, không cần bận tâm ta. Triều đình quan tâm chúng ta. Hạ quan nhận lệnh. Có thể trì hoãn một tháng sau mới nhậm chức. Lý huyện ủy không cần gấp. Không ngờ triều đại này có chế độ nhân văn như vậy, xem ra không tệ. Đi cùng thế tử là để tránh gió mát. Chắc chắn là bối cảnh lớn. Bản quan còn vụ án cần xử lý, Lý huyện ủy có muốn xem xét không? Đây là trách nhiệm của huyện ủy mà, không ngại đi xem đi. Dân cản rỡ, rõ ràng có người thấy người trộm bạc, còn không thừa nhận, muốn bản quan dùng hình sao? Tiểu nhân oan uổng, tên Vương Nghị không hợp với tôi, rõ ràng là hắn trộm bạc, vu oan tôi, tiểu nhân thật sự không trộm bạc. Ngươi nói dối, ngươi và ta dù không hợp, nhưng ta thấy ngươi trộm bạc là thật, sao phải vu oan ngươi? Đại nhân, tiểu nhân oan uổng. Lý huyện ủy nghĩ sao về vụ án này? Lúc nãy ngươi biện hộ, lặp lại, giọng cao, chứng tỏ ngươi nói dối, nói ngắn, ngươi dụi mũi 5 lần, chứng tỏ ngươi che giấu sự thật, ngón cái phải không ngừng co giãn, chứng tỏ ngươi đang hoảng sợ. Cuối cùng, mặt mày gian xảo, mắt láo liên, không phải người tốt, bà không phải người trộm, thì là ai, người đâu, kéo hắn ra chém đâu. Lý do gì mà nói vậy? Ngay cả ta không có quyền này. Quả là người có bối cảnh. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân mê muội, tiểu nhân tham lam, tiểu nhân vô tình thấy nơi giấu bạc, nảy lòng tham, huyện, đã trộm bạc, rơi chôn dưới cây đào thứ ba sau vườn, tiểu nhân khai hết, đại nhân tha mạng, tôi nói vu vơ mà nhận tội, công việc này thú vị thật. Lưu đại nhân, phụ phóng hỏa, quản lý Ngô lại thúc giục, Lý huyện úy xử án giỏi, làm bản quan khâm phục. Chuyện hôm nay, lan truyền ra ngoài An Tức huyện sẽ bình yên. Lưu đại nhân quá khen.
Giờ còn một vụ án lớn cần xử lý. Lý huyện ủy không bận, ngồi lại tiếp tục xem. Lúc cần có thể góp ý. Đây là trách nhiệm của tôi. Làm quen trước cũng tốt. Nếu giúp được đại nhân thì càng tốt. Mang phạm nhân. Đại nhân, phạm nhân đến rồi. Triệu Phương, bản quan hỏi lại lần nữa. Vụ phóng hỏa tiệm gấm có phải ngươi làm không? Đại nhân minh giám, tiểu dân loan uổng, tiểu nhân không phóng hỏa, không có tội gì để nhận. Dân to gan, ngươi nghĩ bản quan không dám dùng hình phạt với ngươi sao? Phạm nhân tự nhận vô tội, bằng chứng phóng hỏa rõ ràng, còn dám chối cãi. Người đâu, kéo hắn ra chém đâu. Đại nhân, dù có chém tiểu nhân cũng không phóng hỏa. Sao hắn nói gì cũng bị chém? Ta chẳng làm gì được, không phải coi thường ta sao? Mạng người quan trọng, cách này không ổn. Không biết Lý huyện ủy có ý kiến gì. Mạng người quan trọng, mạng sống mỗi người chỉ có một lần, không thể quyết định vội vàng. Lý huyện ủy nói đúng. Nghe nói có hình phạt gọi là phạt kiến. Lột trần phạm nhân, bôi mật khắp người, đặt vài tổ kiến bên cạnh, kiến bò khắp người phạm nhân, dù có cắn cũng không để lại vết thương. Đại nhân có thử cách này không? Tiểu nhân khai, tiểu nhân phóng hỏa, tiểu nhân phóng hỏa. Ha ha ha, chưa chính thức nhậm chức, nhưng hôm nay, tôn đã khiến mọi người khâm phục thật lòng. Tất nhiên Lưu huyện lệnh cũng khâm phục, tận mắt thấy Lý huyện ủy lợi hại. Tình hình an ninh trong huyện, ông yên tâm nhiều. Trước đây lo, hoàng thượng ép huyện nha nhận kẻ hoàng gia phóng đáng, giờ thì hết lo lắng. Tôi nói ngươi nhận đi, thầy của ngươi tự ký, tránh chịu khổ hình phạt. Để làm gì? Phi, muốn ta ký nhận. Nằm mơ đi, không uống rượu mời, đánh cho ta. Lời cay độc, ngày xưa ta giết cả nhà ngươi, không nhân mày, dựa vào các ngươi, nếu không có à, dựa vào các ngươi bắt ta, nếu thoát ra được, sẽ giết cả nhà à. Hắn chưa nhận tội sao? Lưu đại nhân, hắn rất cứng rắn, sống chết không khai. Đại nhân muốn phạm nhân khai, tiểu nhân có cách. Ngươi có cách gì? Thử xem. Đại ngư, lấy thuốc phiện giấu đi. Thuốc phiện tầng 14, đại nhân đừng nghe hắn nói bậy. Ngươi lấy nó làm gì? Đại nhân, tiểu nhân, biết vài người thích trò này. Đại nhân nghĩ xem, nếu cho họ ăn thuốc này, không để lại vết thương. Và những kẻ mạnh khỏe như thế, là những kẻ đó thích nhất. Sĩ khả sát bất khả nhục, có gan giết ta luôn đi. Đại nhân, nếu cách này không được, ta còn cách khác, như tìm vài con chó được động dục, cho phạm nhân ăn thuốc. Ta là nam nhi, sao có thể bị sỉ nhục? Các ngươi không được chết tử tế. Chuyện hôm nay ngươi làm tốt lắm, cứ làm theo cách này. Ta được Lý huyện ủy khai sáng, tự mình đến hậu nhà lĩnh thưởng. Cảm ơn đại nhân. Người đâu, làm theo cách hắn nói. Không tin hắn không khai, ta khai, đừng làm vậy. Ngươi nói gì? Anh Hổ khai rồi. Ta mua chủ một nha dịch trong huyện nha. Hắn nói anh Hổ đã khai mấy ngày trước, hôm qua bị người của hình bộ đưa đi. Với tội của hắn vào hình bộ, em rằng không ra được nữa. Nếu không phải vì à đàn bà đó, anh Hổ sao bị bắt? Nếu chỉ có bọn vô dụng ở nha môn, một tay ta giết 7 lần cũng được. Dù không phải à đích thân ra tay, nhưng anh Hổ cũng bị hại bởi à. Chúng ta không thể không báo thù. Đáng ghét, chẳng lẽ mấy anh em ta không làm gì được à sao? Chi bằng thừa lúc đêm tối giết cả nhà à? Coi như báo thù cho anh Hổ. Tôi đồng ý, tôi cũng không phản đối. Tất cả im lặng. À đàn bà tuy đáng ghét, nhưng võ công rất cao. Lần trước mấy anh em chúng ta liên thủ, chỉ là mà bị thương nhẹ. Cuối cùng anh Hổ vẫn bị à bắt giao nha môn. Giờ đến tìm cũng không tốt. Chưa kể à có ai giúp không? Không thể hành động bừa bãi. Chẳng lẽ chuyện này bỏ qua? Thua anh Hổ không thể không báo. Nhưng chuyện này phải tính kỹ. Đắc tội nhiều hào kiệt lục lâm, không biết bao nhiêu người muốn giết à? Nếu ta kết minh với họ, thì chuyện này khả thi. Kế này rất hay. Đại ca nói đúng, phải tìm người có thủ với à. Chuyện này không vội. Giờ có việc gấp hơn, vài hôm trước bị một nữ bộ khoái phát hiện, người đó võ công cao cường, khó khăn là mới trốn thoát. Người của chúng ta đã bị nha môn theo dõi. Để tránh phiền phức, ra khỏi thành tạm lánh.
Gì? Đây là món quà mà ngươi nói à? Đây chẳng phải là Như Ý lộ sao? Vương phủ hiện giờ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng mỗi người một chai. Ngươi lại bảo ta tặng cái này cho mẫu thân. Ngươi không muốn à? Được, ta tặng cho Lý Bổ Đầu vậy. À, không phải Như Ý lộ. Thứ này gọi là gì? Nước hoa. Đúng rồi, nước hoa này ta định tặng cho mẫu thân. Hai ngày nữa là sinh nhật của bà. Ngươi xem, nước hoa này là Lý Tiên Úy tặng ta. Nếu ngươi muốn, thì xin hắn thêm là được. Vừa rồi là lỗi của ta, chai nước hoa đó bị Minh Châu lấy mất rồi. Ngươi cho ta vài chai nữa đi. Nước hoa gì? Gần đây vừa tìm được một lô ngựa tốt tặng ngươi rồi. Nhiều nhất hai chai, nhiều hơn không có. Chỉ vì nói nhiều hai câu mà mất một con ngựa đáng giá mấy trăm lượng bạc. Lý Huyên thấy ấm ức, để lại một thiệp mời, sau đó cầm hai chai nước hoa buồn bã rời đi. Hai ngày sau, tiệc mừng thọ của Vương Phi, không có hứng thú với tiệc mừng thọ của Vương Phi, nhưng Lý Huyên đã gửi thiệp mời, cũng không thể làm mất mặt hắn. Chỉ là Lý Huyên quá keo kiệt, chỉ cho một tấm thiệp mời, không thì đi thêm vài người, ít nhất cũng lấy lại được vốn. Một lát nữa nhớ mở to mắt, chỉ nhận thiệp mời không nhận người, dù ai đến, không có thiệp mời thì không cho vào. Ông, công tử Hà, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, tiểu vương gia đã chờ lâu rồi. Quản gia Vương, lâu rồi không gặp, vị công tử này, xin hãy xuất trình thiệp mời. Đồ không có mắt, tránh ra, công tử Hà, cần thiệp mời sao? Công tử Hà, ta dẫn người vào, tiểu vương gia nói rồi, chỉ cần người đến, lập tức dẫn người đến gặp hắn. Vừa rồi không phải ngươi nói, bất kể ai đến, đều phải xuất trình thiệp mời sao? Nói chỉ nhận thiệp mời không nhận người mà, thật phiền. Sao số ngươi lại ở đây? Giáo sư Phùng, ngài nói số gì? Ngươi không nói từ nhỏ có bệnh lạ, mỗi lần nghĩ đến thi công danh, liền nằm liệt giường, ốm nặng một trận sao? Sao làm huyện úy lại càng khỏe mạnh hơn? Đã nói là bệnh lạ rồi, khi nào khỏi sao mà biết được? Có lẽ làm huyện úy chính là liều thuốc tốt. Hết cứu chữa, hết cứu chữa. Vừa rồi người đó thật sự là huyện úy Hà. Hắn dám đối với giáo sư Phùng như vậy, nói hắn chỉ là một huyện úy bình thường. Ta có chết cũng không tin. Không được, ta nhất định phải liếm hắn. Nghe nói em gái gần đây bị bệnh mãn tính, làm chị đáng lẽ nên đến thăm, nhưng ra khỏi cung không dễ. Bây giờ thấy em khỏe mạnh, ta cũng yên tâm rồi. Đa tạ nương nương quan tâm, thân thể thần thiếp hiện giờ đã không sao rồi. Thần thiếp gì chứ? Ở đây không có người ngoài, ngươi và ta cứ xưng hô tỉ muội là được. Đúng rồi, hôm nay sao không thấy Huyên Nhi? Nó không biết tỉ đến, chắc còn ở trong phòng, ta sẽ bảo người đi gọi nó. Mẫu thân, Huyên Nhi bài kiến nương nương. Người đứa trẻ này, nhiều năm không gặp lại khách sáo với ta. Nhiều năm không gặp, Huyên Nhi thực sự đã lớn, vẻ ngoài tuần tù thế này, ai còn nhớ, đứa trẻ hay chảy mũi ngày trước. Vừa rồi ngươi định tặng quà cho Vương Phi, để nương nương xem nào, Huyên Nhi tặng Vương Phi cái gì hay ho vậy? Còn chúc mẫu phi dung nhan không già, thanh xuân vĩnh cửu, thọ như trời đất. Cái gì mà dung nhan không già, thanh xuân vĩnh cửu, những lời này học ở đâu ra vậy? Thơm quá, đây là gì? Thứ này gọi là nước hoa, được chế từ cánh hoa đậu tía. Nương nương, đây là một chai nước hoa khác, tặng người nhé. Mẫu thân, đây là bức tranh con vẽ người, người xem có thích không? Bức tranh này thật là sống động, em rằng cả họa sĩ hoàng cung cũng không vẽ được. Người có bao nhiêu tài ta còn không biết sao? Bức tranh này chắc chắn nhờ người khác vẽ, không lạ gì mấy hôm trước, lấy từ ta vài bức tranh. Ta sớm nên nghĩ ra rồi. Chẳng có gì giấu được mẫu thân, bức tranh này thực ra là ta nhờ người vẽ, nước hoa cũng là ta bảo hắn làm ra. Hạ nhân chính là người đã chữa khỏi bệnh ất kết của ta. Chính là hắn. Chữa bệnh ất kết? Là chuyện gì vậy? Mấy hôm trước, Vương Phi bị bệnh, ngay cả thái y trong cung cũng bó tay. May nhờ có người dâng phương thuốc tốt, bệnh của Vương Phi mới khỏi. Thật có chuyện này, người này thật đáng được thưởng lớn. Nương nương yên tâm, đã thưởng lớn cho hắn rồi, vừa biết y thuật, lại có tài vẽ như vậy, quả là một người tài. Chỉ dựa vào vài bức tranh, đã vẽ được thần thái như vậy, dù là họa sĩ hoàng cung cũng không hơn. Nương nương nếu thích, ta nhờ hắn vẽ cho người một bức là được. Còn họa sĩ hoàng cung thì không cần. Cảm ơn, không cần ở lại cùng ta. Tối nay là sinh nhật của muội muội, hai người các người cũng nên ra ngoài xuất hiện một chút. Tối nay trong vương phủ rất náo nhiệt, hạ nhân khó khăn lắm mới tìm được một khu vườn yên tĩnh, đi về phía một cái đỉnh trong khu vườn. Tối nay đến đây, thật không phải là quyết định đúng đắn. Ngoài Lý Huyên ra, người duy nhất quen biết là giáo sư Phùng. Bây giờ mà đi ra ngoài, không chừng lại bị kẻ thích trách móc người khác mắng. Đại nhân có cần đuổi hắn đi không? Lão già này là ai? Lại ngang ngược thế, xem vương phủ là nhà hắn sao? Không cần. Đến đây nào, ngươi là tân tiến sĩ năm nay phải không?
Hẹn quá, đọc sách vài năm, đến nay chỉ là một tú tài mà thôi. Ngươi còn trẻ, không cần vì thế mà thẹn. Chưa chắc không đỗ cao, phục vụ đất nước, sĩ tử là gốc của quốc gia, dù không đỗ tiến sĩ, tiến thêm một bước thành cử nhân, cũng có tư cách làm quan. Sĩ tử là gốc quốc gia, gốc quốc gia chẳng phải là bách tính sao? Thầy của ngươi không dạy ngươi điều này à? Lời này là sao? Bách tính là nước, quân vương là thuyền, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, nói hay lắm. Nếu bách tính có thể an cư lạc nghiệp, ăn no mặc ấm, ai lại rảnh rỗi mà đi làm phản? Làm phản họ theo ai? Nhưng nếu ngay cả ăn cũng không no, ngoài làm phản ra cũng chẳng có việc gì khác. Trị quốc như nấu cá nhỏ, tóm lại, có việc hay không đừng làm khổ bách tính, sẽ không xảy ra chuyện lớn, giống như con cá này. Chờ mình quá nhiều, thịt sẽ tan hết, cũng chẳng ngon nữa. Trị quốc như nấu cá nhỏ. Thôi ăn đi, không nói mấy chuyện vô ích này nữa. Vô ích ư? Hai năm qua, nước ta nhiều tai họa. Hạn hán vừa qua, miền Nam lại gặp lũ lụt. Vùng Tây Bắc trộm cướp hoành hành. Lại thêm, nước Tề liên tục xâm phạm biên giới. Dân gian đồn rằng vì hoàng đế hiện tại vô đức, nên mới dẫn đến nhiều tai họa. Vớ vẩn, thiên tai nhân họa liên quan gì đến hoàng đế? Nói như vậy, sáng ra ngoài không may bị ngã, cũng có thể đổ lỗi cho hoàng đế vô đức à? Nói hay lắm. Ngươi nói không sai chút nào. Chỗ nào gặp thiên tai, xảy ra chuyện lạ, đều đổ lỗi cho trẫm, trẫm oan ức quá. Còn trẻ mà đã có chút tài thực sự, dù chỉ có danh tú tài, nhưng cũng không sao. Triều đình từ trước đến nay không bỏ rơi nhân tài. Ngươi nếu có ý, ta có thể tiến cử ngươi với triều đình, có lẽ tìm cho ngươi một chức quan cũng được. Ngươi thấy thế nào? Lại nữa, biết thế không nói, sao cứ động một chút là muốn ta làm quan vậy? Không giấu gì, thực ra ta từ nhỏ đã mắc bệnh mãn tính. Ha ha, trẫm chưa từng nghe nói có bệnh gì mà không thể nhập thế. Người này dùng lý do vụng về như vậy để đối phó với hoàng thượng, thật quá đáng. Lừa dối hoàng thượng, tội gì đây? Tội lớn, nhưng không biết thì không có tội. Hắn không biết thân phận hoàng thượng, cũng có thể nhẹ tay một chút. Ha ha, thường đức à thường đức, miệng thì dao găm, tin đậu hũ. Tính này của ngươi mấy chục năm không đổi. Đi dạo một vòng xong, ngực cũng không còn tức nữa. Đi điều tra xem chàng trai vừa rồi còn trẻ không nghĩ đến việc phục vụ đất nước, học làm ẩn sĩ, nhưng dù tính cách cần mài giũa, cũng là tài năng có thể đào tạo. Lúc này, huyện Lạnh Lưu ngồi một mình ở một bàn trống, tự rót tự uống, trông có chút cô đơn. Hơi nghiêng đầu, thấy hai nhân từ khu vườn nào đó đi ra, đi thẳng về phía này. Sau lưng có hai người đi theo. Đó là hoàng thượng, sao lại đi cùng hà nhân? Cảm ơn vì bữa cơm, ta đi trước, tạm biệt. Hắn đối với hoàng thượng cũng tùy tiện như vậy. Ta, huyện Lệnh Lưu, đâu dám làm gì. Hậu thuẫn quá vững chắc. Sao từ của người khác lại hát, của ta lại không? Chẳng lẽ ngươi khinh ta? Công tử thôi hiểu lầm rồi. Tiểu nữ không có ý đó, chỉ là hôm nay cơ thể không khỏe, công phu ca hát cũng bị ảnh hưởng. Nếu hát tiếp, sợ sẽ làm mất hứng của các công tử. Không khỏe gì chứ? Đừng lấy cờ đó để qua mặt ta. Ta đâu có thấy ngươi có chỗ nào không khỏe. Bảo người hát thì hát đi, hôm nay các vị đại nhân và các đồng niên đều có mặt. Người nếu không hát, mới là làm mất hứng mọi người. Công tử thôi không biết, Nhược Khanh hôm nay thật sự không khỏe. Công tử thôi nếu không chê, ta hát thay có được không? Ngươi là cái gì, thật sự không ngại ngươi à? Huynh thẩm sao vậy? Sao lại làm khó một ca nữ? Ha ha, vừa rồi uống không ít rượu, giờ chắc hơi say rồi. Huynh thẩm làm khó một nữ tử yếu đuối, có lẽ không đúng lắm. Huynh tử án, ý huynh là gì? Huynh yên tâm không cần giận, nếu cô nương Nhược Hành đã là của huynh tử án, thật không ngờ huynh tử án cũng là kẻ đa tình. Ha ha, không giấu gì huynh yên tâm. Ta đã thầm mến cô nương Nhược Hành từ lâu, lần này đỗ cao về quê, mong muốn tháo bỏ xiềng xích cho nàng, để nàng trở về nhà. Nếu là vậy, ta tự nhiên không làm khó nàng nữa, tối nay có các vị đại nhân và đồng niên có mặt. Nếu huynh tử án có ý, ngươi nên nhận lời, coi như có chứng giám. Huynh yên tâm nói có lý, huynh tử án vì giai nhân, chuyện này sẽ thành giai thoại. Đúng vậy, tối nay có nhiều người chứng kiến, cũng không sợ sau này hắn nuốt lời. Ngươi nhận lời đi. Bỗng nhiên vô số người lên tiếng, họ đều là tiến sĩ, tự nhiên không thể cưới một nữ nhân đê tiện làm vợ, nhưng làm thiếp thì được. Thực ra chuyện này không hiếm trong số họ. Như Khanh, ngươi nghĩ sao? Ý của công tử Giang Như Khanh đã hiểu, nhưng xin lỗi, cảm giác không khỏe của Như Khanh càng rõ rệt. Nàng cố gắng chịu đựng chóng mặt, cầm lấy tờ giấy, trên đó viết từ mới của Thôi Nghiêm Tín, khẽ cúi đầu với Giang Tử An, sau đó đi thẳng vào sân.
Mọi người thấy vậy, đều ngạc nhiên, nàng thả hát từ, cũng không làm thiếp của Giang Tử An. Ha ha, xem ra Tử An tự mình đa tình rồi. Ta vừa xem từ của Huynh Nghiêm Tín, thật là một tác phẩm hiếm có. Đợi khi cả nữ hát lên, Huynh Nghiêm Tín lại nổi bật rồi. Hừ, tâm hồn thế sự, lo nước khó ngủ. Khó ngủ yên, đầy đủ nỗi khổ lo dân lo nước. Huynh Nghiêm Tín là tấm gương của ta. Nhược Khanh chưa đi đến sân khấu, cảm giác chóng mặt càng mạnh. Khi bước lên bậc, bị sẩy chân, cơ thể lảo đảo, suýt ngã. Lúc này, một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy vai nàng. Nàng hoảng sợ, nhanh chóng rút ra. Khi quay lại thấy gương mặt quen thuộc, cuối cùng cũng an tâm. Không sao chứ, không sao. Hà Nhân nhìn mặt nàng tái nhợt, nhớ đến cảnh vừa thấy ngoài kia, nhíu mày, cầm lấy tờ giấy nhìn qua, sau đó vò nát ném xuống đất. Viết cái gì thế này? Bệ hạ, Hoàng huynh ở đây không có người ngoài, chúng ta không cần phải hành lễ. Phụ hoàng, mẫu hậu, Minh Châu, gặp Vương Thúc, gặp Di Nương, mau đến ngồi xuống. Con bé này, mấy tháng rồi không đến phủ vương thăm Di Nương. Lúc nhỏ con rất thích đến đây. Con sợ làm phiền Di Nương và Vương Thúc. Có gì phiền phức chứ? Chẳng lẽ con sợ phủ vương bạc đãi con? Sao con không ở lại trong cung, mà lại muốn làm bộ khoái ở đây? Từ xưa đến nay có công chúa nào làm bộ khoái? Ai thấy qua chứ? Đứng dậy đi. Đến đây với Hoàng bà bá. Khụ khụ khụ. Con bé này, ai cho con lén mang rượu cho phụ hoàng? Chẳng lẽ không biết phụ hoàng con không được uống rượu? Con có thường đức nhìn con. Bệ hạ người cứ để yên thế này. Đừng nghĩ ta không biết. Không có người rượu đó không đến tay bệ hạ được. Lão nô có tội. Đứng dậy đi. Việc này trẫm cũng có lỗi. Qua rồi thì không nhắc lại nữa. Mùi thơm từ đâu đến? Bệ hạ không biết. Đây gọi là nước hoa, là Tiết Nhi vừa tặng cho thiếp. Ô, Tôm Tôm, là cô ấy. Ngươi nói gì? Hừ, ta nói đừng có khoe mẹ nữa. Còn bắt người khác hát lên, lời viết dở không phải lỗi của ngươi. Hát lên tra tấn tai người khác là lỗi của ngươi. Ngông cuồng, ngươi có thể viết lời hay hơn. Lấy ra cho mọi người xem, hôm nay các đại nhân đều có mặt. Nếu ngươi không viết được lời hay, chửi bới vô cớ, phải nhờ các đại nhân tấu với hoàng thượng để xử phạt. Yên tâm, Phùng đại nhân, ta đã quyết, hôm nay bị sỉ nhục, không thể nhịn được. Ha ha, đúng là biết thương hoa tiếc ngọc. Tuyết Nhi cũng biết hắn. Quỳ bà bá, hắn tên Tôm, là bạn của Tuyết Nhi. Tôm, phụ hoàng, Tôm là người viết đệ tử quy. Ngài vừa phong hắn làm huyện úy. Tôm, có phải người chữa khỏi bệnh của muội muội không? Mẫu hậu, đúng là hắn. Đó cũng được xem là một bài hay. Chàng trai trẻ này em rằng khó mà viết hay hơn. Ha ha, Hoàng huynh lần này đoán sai rồi. Hôm nay Trạng Nguyên họ thôi dù chọn ai trong đây cũng chưa chắc thua. Nhưng hắn chọn người này thì chỉ tự chuốc nhục. Có lẽ cũng có chút tài hoa. Chẳng lẽ trẫm đã đánh giá thấp hắn? Tôn công tử, tôi không sao. Hát thêm một bài không sao? Nếu Tôn công tử đứng ra lúc này, là đối đầu với tất cả các hoàng tử. Huống hồ đây còn có nhiều quan viên. Nếu đắc tội họ, con đường quan lộ của hắn sẽ bị hủy. Vị huynh đài này chê bài của huynh yên tâm, chắc là có tác phẩm hay hơn. Sao không lấy ra cho mọi người xem? Chắc chắn hắn không đáp ứng mình, vì đã có người yêu. Còn đẹp trai hơn ta, tức chết ta. Nếu có bài thơ hay, mau lấy ra đi, đừng giấu giếm nữa. Như Khanh cô nương còn làm phiền đến bà Vú. Không cần, bổn quan sẽ làm giúp bà Vú. Nếu vậy xin xem biểu diễn của tôi. Thiếu niên bất thức sầu chi vị, ái thượng tầng lâu, ái thượng tầng lâu. Vị phú tăng từ cường thuyết sầu, nhi kiến thức tận sầu chi vị. Muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi. Lại nói mùa thu thật đẹp. Thiếu niên không biết vị sầu, thích lên lầu cao, thích lên lầu cao. Vì làm thơ mà cố nói sâu. Hay chưa thiếu niên chẳng phải là nói về Thôi Nhan Tân sao? Hy vọng cậu ta không để lại bóng ma tâm lý. Thật mạnh mẽ vì làm thơ mà cố nói sâu. Dám không mạnh hơn chút nữa không? Tồi tệ rồi. Tôn công tử, hắn làm cho bao nhiêu tiến sĩ và quan viên tức giận. Họ chắc chắn không để yên. Nếu làm các đại nhân không vui, Nhan Tân và ngài đều là tiến sĩ cùng ngài làm vậy em rằng hơi quá rồi. Các tiến sĩ xung quanh đều đồng tình. Gần như tất cả đều đứng đối lập với Tôn. Thật sự là cô vì làm thơ mà cô nói sâu vừa rồi. Dù nhắm vào Thôi Nhan Tân, nhưng gần như chửi tất cả mọi người ở đây. Lời này khiến nhiều người bất mãn.
Xin lỗi ngài đã đoán sai. Bổn quan không phải tân khoa tiến sĩ. Bổn quan vừa nói bổn quan, tức là người trước mắt, đã vào cung trước chúng ta. Thật khó xử. Hắn vào cung khi nào? Có lừa người không? Nếu là dịp khác thì còn được. Nhưng hôm nay có nhiều đại nhân ở đây, chắc chắn không qua mặt được. Thái An huyện úy Tôn, danh hiệu đệ nhất tài tử thật xứng đáng. Nhưng câu muốn nói lại thôi, lại nói mùa thu đẹp, rốt cuộc là có ý gì? Thật tò mò, huyện úy Tôn có lo lắng gì? Không tiện nói ra, hôm nay cứ nói ra, đừng lo ngại. Học giả nước cảnh, không phạt lời nói. Lời đồng tri phủ vừa nói, khiến cả phòng yên lặng. Lời này tiết lộ nhiều thông tin. Huyện úy Tôn đệ nhất tài tử, còn là nỗi sầu trong bài thơ. Rốt cuộc là nỗi sầu gì? Mọi người nghĩ lại bài thơ, lập tức hiểu ra. Lo nước lo dân, muốn nói khó nói. Em ngại điều gì? Chẳng lẽ mượn bài thơ để nói về việc triều chính, bất mãn với phe thù hòa? Lúc này ánh mắt Phùng giáo sư nhìn Tôm, lần đầu có sự thay đổi. Nếu một người bị chèn ép, không có đường báo quốc, phát nỗi sầu này còn được. Nhưng hắn rõ ràng không màng quan trường. Tại sao lại có nỗi sầu này? Nghĩ kỹ lại, từng chữ từng dòng nói về việc nước suy vong, bất lực, không muốn nhập thế, vì không muốn làm tay sai cho phe thủ hòa. Phùng giáo sư nhìn hắn khác đi. Nếu thật vậy, nỗi sầu của hắn chạm đến lòng đồng tri phủ. Tình cảm này, mình không bằng hắn. Tôm, đồng tri phủ hỏi ngươi. Gì cơ, ông lão này là đồng tri phủ. Ha ha, vì làm thơ mà cố nói sâu, ta biết đắc tội ông ta là không có kết cục tốt. Tuyết Nhi không được vô lễ, muốn nói lại thôi, lại nói mùa thu thật đẹp, thú vị, Thường Đức, gọi hắn đến. Chàng trai khá lắm, khi hắn biết thân phận thật của mình, sẽ có biểu cảm gì, thật kích thích. Ngực mình hơi khó chịu, tối nay không dám ngủ trễ. Hồi tri phủ đại nhân, hạ quan không có gì lo lắng, chỉ là tùy tiện phát biểu cảm nghĩ thôi. Tùy tiện phát biểu cảm nghĩ, một lời tùy tiện của ngươi làm chúng ta đều sợ hãi. Công tử hạ, vương gia mời ngài. Vương gia mà người trong phủ nói, tự nhiên là Ninh Vương rồi. Các sĩ tử quan viên nghe vậy đều vui vẻ. Vương gia mời hạ huyện úy làm gì? Sau đó họ lại nhận ra một vấn đề khác. Một huyện úy nhỏ, sao có tư cách tham dự tiệc mừng thọ vương phi? Ngay cả tri phủ đồng cũng hơi bất ngờ. Bút của hoàng thượng, công chúa Thanh Phong và Ninh Vương đều đối xử với hắn. Chẳng lẽ huyện úy này không đơn giản? Chỉ có huyện lệnh Lưu là không có gì ngạc nhiên. Dù hoàng đế mời, hắn cũng không ngạc nhiên gì. Ninh Vương mời ta làm gì? Cái này nhỏ không biết. Công tử hạ nhanh cùng ta qua đó, đừng để vương gia đợi lâu. Nhanh qua đi, bổn quan đảm bảo người đi rồi, sẽ không ai làm khó cô nương này nữa. Cô nương Nhược Khanh nếu không khỏe, thì về sớm nghỉ ngơi đi. Ừ. Huyện ủy An Khê Hà Nhân gặp vương gia. Trời ơi, đây chẳng phải là người vừa nói chuyện với ta sao? Wow, Minh Châu tối nay đẹp quá, thật sự đẹp hơn nhiều so với trang phục bắt trộm. Hoàng thượng ngất xỉu, hoàng thượng ngất rồi. Nhanh, chuyển thái ý, không tốt rồi. Mạch của hoàng thượng không có. Mạch không có sao? Tim đã ngừng đập. Người bấm nhân trung có ích gì? Người bấm như vậy vô ích, tránh ra. Người có cách, không có gì đảm bảo. Người có cách cứu hoàng thượng, ít nhất có thể kéo dài đến khi ngự y đến. Nếu hoàng thượng có gì bất chắc, cẩn thận tính mạng của ngươi. Ừ, thế thì để ngươi làm đi. Thương tổng quản nhanh ra tay, không quan tâm kết quả thế nào, miễn tội cho ngươi. Hà Nhân liền dùng tay phải đấm mạnh vào ngực Vô Kinh đang hôn mê. Hỗn xược, thương tổng quản, bản công chúa biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi nếu cản trở, chỉ khiến bệnh tình của phụ hoàng nặng thêm. Nghe vậy, lão nhân mặt lộ vẻ do dự, không thể ra tay với công chúa. Khi nhìn xuống lần nữa, Hà Nhân đã đan tay lại với nhau, bắt đầu ấn vào ngực hoàng thượng. Dù vẫn là cách kỳ lạ chưa từng nghe thấy, nhưng so với hành động vừa rồi, ít nhất có thể chấp nhận được. Tiếp theo là hô hấp nhân tạo. Hoàng thượng có mạch rồi, ta cần một người giúp. Ta sẽ ngồi đầu hoàng thượng, bịt mũi hoàng thượng, mồm đối mồm thổi khí vào miệng hoàng thượng. Đó gọi là long đầu, long mũi. Tại sao phải như vậy?
Để thực hiện trao đổi khí, đảm bảo máu cung cấp trong quá trình tuần hoàn nhân tạo, có đủ lượng oxy. Hiểu chưa? Không cần hiểu. Làm theo là được. Nâng cằm hoàng thượng, bịt mũi hoàng thượng, đúng, như vậy, tiếp tục, đừng dừng. Hai nhân cảm nhận được, tim hoàng thượng bắt đầu đập. Khoảng 10 phút sau, dù hoàng thượng chưa tỉnh lại, nhưng đã thở lại bình thường. Tim cũng bắt đầu đập đều. Hai nhân mới bảo thường đức dừng lại. Vừa rồi lão phu quá lỗ mãng, hy vọng tiểu huynh đệ không trách. Hừ, chậm sao rồi? Sao nơi này đau thế? Lão già vừa rồi bấm mạnh như vậy, không đau mới lạ. Lão nô đáng chết. Cảnh đế được thường đức đỡ vào phòng khác nghỉ ngơi. Lý Hiên âm thầm giơ ngón cái với Tôm, cùng Ninh Vương đi theo. Việc cần làm đã làm, Tôm muốn rời đi. Nhưng Ninh Vương đã dặn, bảo hắn ở đây chờ, sẵn sàng chờ hoàng thượng triệu kiến. Tôm đại nhân, hoàng thượng triệu kiến. Thần huyện ủy án tức xin ra mắt bệ hạ. Ngươi cứu giá có công, không cần đa lễ. Người đâu, ban ghế. Tạ ơn bệ hạ, đây là hoàng hậu nương nương, hạ huyện ủy vẫn phải hành lễ. Ừ. Huyện an tức tôn nhân cửu già có công, muốn chậm thưởng ngươi thế nào? Bệ hạ vô sư, đã là trời ban cho thần phần thưởng lớn nhất rồi, không dám đòi hỏi công lao nữa. Chậm luôn thưởng phạt rõ ràng, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Tôn nhân thưởng tiền nghe thưởng. Huyện an tức tôn nhân cứu nhà có công, thưởng vài trăm cuộn, ruộng tốt trăm mẫu, thưởng vạn vàng. Trời ơi, thưởng vạn vàng, có một vạn lượng vàng, con làm gì kinh doanh nữa, sao không làm đại địa chủ phu nhân, cả đời này cũng có thể sống sung sướng, thần thiết tạ ơn bệ hạ. Tôn nhân, ngươi có thể chữa bệnh cho phụ hoàng không? Không biết bệ hạ mắc bệnh gì. Hèn xuyễn, bệnh này khó chữa tận gốc, chỉ có thể thường xuyên phòng ngừa, giảm số lần phát tác, ví dụ như ăn ít hải sản, ăn nhiều táo đỏ, hạt sen, tốt nhất là không có chim thú, nhớ không uống rượu. Hoàng hậu và nương nương có dùng nước hoa không? Có gì không đúng? Bệ hạ hèn xuyễn không thể ngửi mùi quá nồng. Nước hoa và như ý lộ đều thuộc loại này. Hoàng đế vốn dĩ đã có hèn xuyễn, bị tấn công bởi nước hoa của hai người phụ nữ. Không chết vì hèn cũng là nhờ trời phù hộ. Chẳng lẽ mấy ngày này bệ hạ hèn nặng hơn, lại vì như ý lộ mà ra? Nhanh lấy hai thứ này đi. Nghe xong lời của tôn nhân, hoàng hậu dặn dò vài câu rồi vội vàng kéo Vương Phi đi tắm rửa. Lý Minh Châu cũng lặng lẽ rời đi. Trước khi đi còn nhìn tôn nhân một cái. Khi đi ngang qua tôn nhân cũng ngửi thấy mùi quen thuộc. Ba người, xem ra hoàng đế này chắc chắn là người tốt. Cả đời làm nhiều việc thiện, nếu không chắc chắn không sống đến bây giờ. Hoàng huynh có cần gọi ngự y đến không? Không cần, chậm biết thân thể của mình. Giờ đã không sao rồi. Tiên nhi thường lui tới với gia đình, tiên nhi thậm chí trước mặt chúng ta cũng thường nhắc đến hắn. Minh Châu hình như cũng có tình bạn sâu sắc với hắn. Có điều tra qua lý lịch của hắn không? Đã điều tra kỹ lưỡng, không có vấn đề gì. Người này tuổi trẻ, tài học rất cao. Tô Học Chính từng khen hắn là tài tử số một của Cánh Quốc. Ngoài ra như ý lộ và nước hoa, cả rượu mạnh mà hoàng huynh khen không ngớt hôm nay đều là tác phẩm của hắn. Trình độ y học của hắn cũng rất cao. Cách đây không lâu, Nguyễn Nhi mắc bệnh, tìm khắp danh y vẫn vô ích. Hai vị thái y cũng bất lực, nhưng lại được hắn chữa khỏi dễ dàng. Về y thuật của hắn, hoàng huynh cũng biết rõ. Nói vậy, người này đúng là kỳ nhân, có thể dùng đại sự. Chậm vốn muốn điều hắn vào kinh thành rèn luyện vài năm, để sau này khi chậm đi theo phụ hoàng, cũng để lại cho hắn một vị đại thần công thần. Nghĩ kỹ lại, thế này vẫn quá nổi bật, sợ bị những kẻ khác chú ý. Thêm nữa là yêu cầu của Minh Châu, cho nên để hắn tạm thời ở lại đây. Nhược Khanh cô nương, cô chưa về à? Công tử Tôm, người ra rồi. Cảm ơn công tử Tôm vừa rồi đã giúp Nhược Khanh giải vây. Không nói chuyện đó nữa, mặt của cô trông không được tốt lắm, cần đi gặp đại phu không? Không cần đâu, tiệm thuốc giờ này chắc đã đóng cửa từ lâu, để ngày mai hãy nói. Vậy để ta đưa nàng về trước. Công tử Tôm định trở về Như Ý Phường phải không? Vậy chúng ta cùng đường rồi. Đại nhân Tôm, xin dừng bước. Lão phu Lưu Kế Dân, hiện là thái y lệnh của triều. Đại nhân Tôm, xin dừng bước. Đại nhân Lưu tìm ta có việc gấp. Thực ra không giấu gì, bản quan muốn xin đại nhân Tôm chỉ giáo. Vừa này đã nhận chức. Đại nhân Tôm còn chìa khóa. Nhược Khanh về trước đi. Cái gì mà đại nhân Tôm, đều là bạn bè cả. Không cần khách sáo thế. Đại nhân Lưu, trời đã tối, ta còn phải đưa bạn về, chi bằng chúng ta vừa đi vừa nói. Giữa đêm khuya, nàng ấy đi một mình thực không ổn. Ta sẽ cùng đi với đại nhân Tôm. Không biết đại nhân Tôm, cách cứu chữa bệ hạ vừa nãy có thể truyền dạy cho bản quan không? Đại nhân Tôm biết, long thể của bệ hạ quan trọng. Nếu sau này lại xảy ra chuyện như hôm nay, chúng ta cũng có thể kịp thời cứu giá. Hóa ra đại nhân Lưu muốn học kỹ thuật hồi sức tim phổi.
Kỹ thuật hồi sức tim phổi, đại nhân Tôm sẵn lòng truyền dạy. Kỹ thuật hồi sức tim phổi vốn không phải là bí mật không truyền. Nếu đại nhân Lưu học được, đối với Lê Dân Bách Tính cũng là một việc may mắn. Đại nhân Tôm thật cao thượng. Bản quan thay mặt thiên hạ Bách Tính tạ ơn đại nhân Tôm. Đại nhân Lưu khách sáo. Tôm nhân vẫy tay, lại mở lời, bắt đầu giảng giải cho Thái Y Lưu cách thực hiện kỹ thuật hồi sức tim phổi. Cùng các lưu ý, là Thái Y lệnh, nhưng giờ như một học trò khao khát kiến thức, tỉ mỉ ghi nhớ từng lời của Tôm nhân. Nhược Khanh đứng không xa hai người, nhìn Tôm nhân và đại nhân trò chuyện với vẻ mặt nghiêm túc. Nàng khẽ bàng hoàng, thỉnh thoảng nhìn thấy hắn rời cửa tiệm mới biết hóa ra Như Ý Phường bên cạnh gánh hát là cửa tiệm của hắn. Không ngờ đêm nay tại Vương phủ hai người lại gặp nhau như thế. Nói như vậy, kỹ thuật hồi sức tim phổi này cứu người trong nguy cấp, có khả năng hồi sinh mạnh mẽ. Nếu kỹ thuật này được phổ biến không chỉ trong quân đội, giảm bớt thương vong không cần thiết, còn dùng trong dân gian, thực là phúc lợi cho dân, lợi ích cho hậu thế. Đại nhân Tôm nên giữ vị trí trong cung, trò chuyện với đại nhân Tôm, phát hiện đại nhân Tôm ở đây làm huyện úy nhỏ bé, thật lãng phí tài năng, không bằng bản quan tiến cử với bệ hạ, đưa đại nhân Tôm vào Thái Y Viện. Không biết đại nhân Tôm thấy sao? Đại nhân Lưu, ông lạc đề rồi. Tôm nhân từ chối đề nghị của mình. Lưu Thái Y thấy tiếc, nhưng cũng chỉ tiếc nuối. Người ta không muốn vào Thái Y Viện, ông cũng không thể ép buộc. Khi Lưu Thái Y thở dài một tiếng, Tôm nhân ngẩng đầu, bảng hiệu Như Ý Phường đã gần, không ngờ đã đến trước cửa nhà. Chưa kịp nói nhiều với Nhược Khanh, Tôm nhân thấy nàng vẫn đi sau hai người, thầm máy náy, không biết Nhược Khanh sống ở đâu. Ở gánh hát bên cạnh Như Ý Phường. Nhược Khanh cô nương, Nhược Khanh cô nương. Đại nhân Lưu, Nhược Khanh sao vậy? Không sao đâu, đại nhân Tôm không cần lo. Cô nương này vì quá mệt mỏi, sức không còn, còn thêm kỳ nguyệt san, có cảm giác buồn nôn, ta sẽ kê vài tháng thuốc, nếu uống đúng giờ, qua vài ngày sẽ khỏi. Công tử lúc đi không phải nói đi dự yến tiệc sao? Sao lại mang về một cô nương? Chẳng lẽ yến tiệc tổ chức ở phường hát? Công tử, đêm hôm thế này, tiệm thuốc đóng cửa rồi, cũng không có chỗ nào lấy thuốc. Không sao, người dẫn ta đến tiệm thuốc, ta tự có cách lấy thuốc. Cô ấy đỡ lạnh hơn rồi, còn sốt hình như cũng hạ. Nhược Khanh cô nương thật đẹp, dáng người đẹp, lại hiền thục. Nếu ta chưa kết hôn, chắc chắn ta sẽ theo đuổi nàng. Công tử kinh ngạc, đây là Như Ý Phường, vừa nãy ngươi ngất xỉu ngoài đường, cơ thể không khỏe, không ở nhà nghỉ ngơi, lại đi hát làm gì? Đã làm phiền công tử. Đừng gọi là công tử nữa, không quen, ngoài kia đang sắc thuốc. Nếu ngươi ở gánh hát bên cạnh, không cần vội về, uống xong thuốc rồi đi. Ngươi đã ăn cơm chưa? Nhược Khanh lắc đầu, các ca kỹ như nàng, trước khi biểu diễn không thể ăn nhiều, chỉ ăn no hai phần, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng giọng hát. Vừa hay ta cũng chưa no, ngươi ngồi đây một chút. À, công tử, không phải muốn giữ cô nương này qua đêm chứ? Công tử không tránh ta, chứng tỏ rất tin tưởng ta, nhưng nếu giúp dầu diếm thì cảm thấy có lỗi với đại tiểu thư. Đều là đàn ông, có việc làm sai một lần sẽ sai mãi. Nhược Khanh uống thuốc xong, gia nhân đưa nàng về nhà, từ lối vào gánh hát. Gia nhân phát hiện Như Ý Phường và nhà Nhược Khanh chỉ cách một bức tường. Nhược Khanh tỉ về rồi à, phủ vương thú vị không? Nhờ uống thuốc đúng giờ. Nhược Khanh tỉ, ai đó? Đây là bạn trai tỷ sao? À, may công tử không giữ nàng qua đêm, không cần lo chuyện trung tín. Không phụ công tử, cũng không phụ đại tiểu thư, đêm nay có thể ngủ yên. Huynh đài, cạn ly. Chỉ là huyện úy nhỏ nhoi, dám sỉ nhục ta, thật không biết điều. Chờ triều đình bổ nhiệm, huynh đệ thấp nhất cũng là thất phẩm. Hắn dám không quan tâm đến huynh đệ. Nghe nói đó là huyện Lưu Chi. Ô, mời Lưu huyện lệnh một ly. Hai tên kia dám chọc ghẹo Tôn công tử. Tân tiến sĩ phủ Khánh An, huyện An tức chiếm hơn nửa. Lưu đại nhân dạy dỗ giỏi là công lao của tri phủ và giáo sư Phùng. Bản quan không dám nhận. Không ngờ huyện quế xuất hiện nhân tài như huyện úy Tôn, tài năng cao, được vương gia trọng dụng. Lưu huyện lệnh thật nhiều nhân tài. Ha ha, vậy chúc mừng. Chúc mừng Lưu huyện lệnh. Hai tên ngốc, ta có thăng quan phát tài nhờ Tôn công tử. Chuyện của ta không cần hai vị lo. Chỉ sợ hắn tự cao tự đại, lúc đó Lưu huyện lệnh sẽ đau đầu. Ngươi láo, đồ khốn, học bao năm đọc sách thánh hiền, chỉ học được nhiêu đó sao? Bệ hạ có điều này, ai cũng biết điều đó. Đến rồi, đến rồi.
Tô mang khi tươi ngon, sáng tạo phương pháp hồi sinh tim phổi, công lao trăm đời, cuộn này bọc trăm da, dụng tốt trăm mẫu ngàn cân. Nhờ ơn bệ hạ. Ngàn cân à, Tô Man Khê ở đây. Đây chính là ngàn cân. Đây chính là vạn kim, chia xong không thu. Hai vị hơi quá đáng rồi. Số tiền đồng này nhiều lắm cũng chỉ đáng một lượng vàng. Các người giấu vàng của tôi ở đâu? Tôi nói cho các người biết, tôi rất thân với quản gia của các người. Tô Man Khê, không lẽ nghĩ rằng vạn cân là một vạn lượng vàng? Nếu thật sự như vậy, em rằng bệ hạ thưởng nhiều lần, kho tàng sẽ trống rỗng. Đúng là một sự bất cẩn. Lại là một việc lợi ích cho dân chúng. Đây đều là thưởng của hoàng đế. Làm gì có chuyện tự mình nói là lợi ích cho dân chúng. Đã là thưởng, sao lại phải buồn phiền? Quá ít. Đúng rồi. Ngày mai sẽ đi nhận chức. Làm việc phải cẩn thận. Chức quan không giống truy bắt tội phạm. Dù không cần tự mình hành động, vẫn có chút nguy hiểm. Bắc Phương, sau này nhờ ông chăm sóc. Yên tâm đi tiểu thư. Có tôi ở đây không ai dám động vào phu quân của cô. Quan huyện, cuối cùng tôi cũng đợi được ngài. Ở nhà có nhiều việc, đến bây giờ mới đến quan phủ báo cáo, để đại nhân chờ lâu. Xin giới thiệu một chút về quan huyện. Đây là Vương Hiến Thành, đây là Trịnh chủ bạ. Sau này mọi người sẽ là đồng nghiệp. Gặp Vương Hiến Thành, chủ bạ mới đến. Sau này mong hai vị giúp đỡ. Là đồng nghiệp, nên giúp đỡ lẫn nhau. Quan huyện là người đứng đầu, công việc bận rộn, không thể luôn ở bên hạ quan, đã dẫn đi quen thuộc quan phủ. Chi tiết hơn, sẽ do một viên chức lanh lợi đảm nhiệm. Ngài có muốn thuộc hạ dẫn đi tham quan? Người tên gì? Bẩm đại nhân, thuộc hạ Lưu Nhất Đao. Lưu Nhất Đao không cần tham quan, dẫn ta đến nơi làm việc của huyện úy. Ta tưởng ngươi không chịu cáo, một kẻ ti tiện, dám chống lại thánh chỉ. Không quan trọng trước khi người nhậm chức ra sao, đã là huyện úy, không thể như trước nữa, nếu không thì sao, bái chức ta. Chức huyện úy rất quan trọng. Xảy ra án oan, nhẹ thì mất chức, nặng thì... Không cho lớn vậy chứ. Đúng rồi, trong tháng ngươi chưa nhận chức, có nhiều án cần giải quyết nhanh. Mê mơ, ta biết ngươi không muốn làm quan, hay là vậy, chỉ cần trong nửa năm tận tâm làm việc. Thực hiện tốt chức trách huyện úy, nửa năm sau ta sẽ tâu phụ hoàng, cho ngươi từ chức. Thật chứ? Thật. Thề với trời. Rồi đã thỏa thuận, có thể xử lý án rồi chứ? Đợi đã. Còn chuyện gì? Ta thấy ngươi mặc váy đẹp hơn mặc đồ bắt tội phạm. Thật sao? Đúng, thật đấy. Cút. Lý Huyên rất giữ lời. Con tôm ngon ngàn dặm mà lần trước nói, mấy ngày trước đã nhận được. Chỉ tiếc rằng anh ấy chưa biết cưỡi ngựa. Con ngựa đó tạm thời bị Liễu Như Ý dùng. Anh ấy dường như rất thích con ngựa đó. Từ khi dùng chưa từng nói gì về việc trả lại. Đi theo ta, Như Ý cuối cùng cũng sẽ dạy ta cưỡi ngựa. Con ngựa Lý Huyền tặng của thật là một con ngựa tốt. Không tệ không tệ. Lên ngựa thử trước. Ta không dám. Người vô dụng. Con ngựa này tính tình hiền lành, sẽ không có gì nguy hiểm. Thật sự bị em vợ coi thường rồi. Là một người đàn ông, tuyệt đối không thể mất mặt. Mê mơ. Nắm dây cương, siết bụng ngựa. Trời ơi, cũng được đấy chứ. Xem ra trước đây đã xem nhẹ hắn. Những gì vừa nói nhớ kỹ chưa? À gì cơ? Ngươi làm gì vậy? Đợi đã, ít nhất hãy chỉ ta cách xuống ngựa. Vẫn còn mặc đồ, không đến nỗi, Như Ý mau đến cứu ta. Tiểu Hoàn, phu nhân có việc gì? Mang mấy cỏ khô của ngựa đi. Tại sao? Để đói 3 ngày. Tiểu Hoàn, ngựa đã được ăn chưa? Phu nhân nói để đói 3 ngày, đưa cỏ cho ta. Ngươi đi làm đi. Việc lúc này ta không phải. Im miệng. Một đại nữ hiệp trở nên em thẹn. Trong thời gian ngắn thật sự chưa quen. Dù con ngựa này không nể mặt mình, nhưng không thể phủ nhận là ngựa tốt. Móng ngựa mà bị mòn thật sự rất tiếc. Ngày mai vẫn nên đi làm 4 cái móng sắt. Bảo dưỡng cho chân. Phu nhân đang làm gì? Móng ngựa. Là cái gì? Móng ngựa là gì? Là giày cho ngựa. Ngựa cũng cần giày sao? Đều chạy trên đất. Ngươi cần giày, sao ngựa không cần? Không mang giày đi chân trần mòn chân, dẫm vào đá cũng mòn. Ngựa không biết đau. Mang giày làm gì?
Ngươi cũng biết mòn chân, ngựa chạy nhiều hơn ngươi. Thời gian dài, móng ngựa mòn, ngựa cũng hỏng. Ngươi dư thừa rồi. Con ngựa đó chạy trong phủ và trại. Chỉ vài dặm, mòn thì sẽ mọc lại. Nhưng theo lý, ngựa chiến trong quân thường dùng móng. Tốc độ mọc không? Cần mang giày. Ngươi đúng, ta lại vô tình làm một việc đáng thưởng. Thôi đã làm rồi. Thôi gắn vào cho ngựa. Các ngươi đang làm gì? Ô là lý bắt đầu. Phu nhân nói gắn móng ngựa. Không cần lo ngựa bị mòn móng. Việc bảo dưỡng và thay ngựa mỗi năm tốn nhiều tiền. Và ngựa hỏng hơn 9 phần do mòn móng. Không có móng ngựa, ngựa không xung trận. Chỉ vài mảnh sắt nhỏ giải quyết khó khăn. Qua nhiều đời vua quan, bao nhiêu năm chưa ai nghĩ ra gắn sắt vào móng ngựa. Không tiếp xúc đất tránh mòn. Chỉ cần thay sắt định kỳ. Từ đây triều đình mỗi năm sẽ không còn đau đầu vì phí nuôi ngựa. Tuổi thọ sử dụng của ngựa chiến được kéo dài. Lâu dài sẽ tiết kiệm bao nhiêu chi phí. Lý Minh Châu khác với Tô Man Khê và Lão Phu. Cô ấy là công chúa ngoại quốc. Khi suy nghĩ vấn đề, thường đứng ở tầm quốc gia. Chỉ trong chốc lát, cô đã nghĩ ra những điều này. Tô Man Khê đâu? Ở trong đó. Có việc gì? Ngươi làm sao nghĩ ra việc đóng sắt vào móng ngựa? Vì đóng sắt vào móng, móng ngựa sẽ không bị mòn. Biểu cảm gì đây? Không lẽ một lấy cái móng sắt này? Nhà ngươi kêu kiệt quá. Ta không muốn cho đi. Quả nhiên sau một lúc, Tô Man Khê đã viết chi tiết. Cách làm móng sắt. Cách đóng móng. Cách thay thế móng sắt. Thế giới này chưa có khái niệm bằng sáng chế. Có vẻ lần này phát minh móng sắt đưa lên quốc gia. Chắc chắn mất đi. Không có hồi âm. Tô Man Khê viết xong, Lý Minh Châu đã bỏ những tờ giấy đó vào phong bì. Chẳng nói một lời cảm ơn. Chớp mắt đã chạy mất. Gửi thư khẩn cấp 800 dặm đến Kinh Thành. Giao tận tay Phụ Hoàng. Công chúa yên tâm, thuộc hạ sẽ giao thư này cho bệ hạ nhanh nhất. Anh ta còn bao nhiêu khả năng? Ta mặc váy thật sự đẹp vậy sao? Đại nhân Tần, không bằng ta cho ngài một vạn lượng. Ngài giải quyết vấn đề thay ngựa chiến năm nay. Đại nhân Nghiêm, một vạn lượng đã nhiều. Năm ngoái thiên tai nghiêm trọng, cứu trợ tốn nhiều tiền. Năm nay thiếu thuế vài tỉnh. Quốc khố không đầy đủ. Trước đó, đã cấp cho các ngài binh bộ 10 vạn lượng, giờ lại yêu cầu 5 vạn lượng. Làm sao có đủ tiền cho các ngài? 5 vạn lượng là tiền lương quân, không phải chuyện này. Đại nhân Nghiêm đừng làm khó bộ hộ. 1 vạn lượng là giới hạn của chúng tôi. Giờ biên giới nhiều lần khẩn cấp, sớm muộn gì cũng giao chiến với nước Tề. Lúc này, nước cảnh không có ngựa chiến. Đại nhân Tần không biết sự quan trọng này sao? Minh Châu có thư. Cảnh đế mở phong bì, trước tiên lấy ra thư tay của công chúa Vĩnh Lạc. Đọc xong, lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó lại vội vàng mở những tờ giấy trong phong bì. Nụ cười dần hiện lên. Tô Man Khê, quả là phúc tinh của trẫm. Đa phần do mòn móng ngựa. Nếu có cách để móng ngựa không mòn thì sao? Tránh ra, nếu có cách, mỗi năm tiền ngựa chiến có thể giảm hơn 7 phần. Chỉ là từ xưa tới nay, vô số người tìm cách tránh mòn móng ngựa. Chưa có ai thành công. Thường Đức, đưa mấy cái này cho đại nhân Nghiêm xem. Móng sắt, đóng vào móng ngựa. Tránh tiếp xúc trực tiếp với đất. Không cần lo mòn móng. Nếu móng sắt hỏng, chỉ cần thay móng mới. Thật đơn giản. Không biết là ai, nghĩ ra phương pháp tuyệt vời. Chỉ với vài thanh sắt rẻ tiền, không lo mòn móng ngựa, cũng tiết kiệm ngân khố. Thật may, không ngờ lần này, anh ta lại giải được một khó khăn. Tưởng rằng cho anh ta rèn luyện vài năm, rồi điều về kinh, nếu lại ban thưởng, em rằng sẽ làm cho anh ta kiêu ngạo. Thôi thì công lao này tạm thời ghi nhận, sau này nhất định sẽ tính. Hai vị thượng thư nghe mà ngơ ngác. Chỉ biết rằng bệ hạ đối với người này rất coi trọng, sau này có vẻ sẽ giao trọng trách. Nhưng không biết người đó là ai. Dù đã làm quan nhiều năm, hai người chưa từng thấy bệ hạ coi trọng ai như vậy. Khách quan, ngài cần gì? Ở đây có gì? Trà thanh, có bánh mì kẹp thịt không? Ờ, cái đó phải đợi một chút mới có. Khách quan quay lại sau nhé. Các vị khán giả, hôm nay câu chuyện đến đây thôi. Muốn biết tiếp theo thế nào? Xin đợi phần tiếp theo. Ông lão này kéo dài làm gì? Nói tiếp đi chứ.
Chờ phần sau, chờ cái gì mà chờ? Thưởng thêm tiền, nói tiếp đi. Được rồi, thưa các vị khán giả, ta sẽ kể tiếp. Lạ thật, chẳng phải là công tử đưa Nhược Khanh tỷ về tối đó sao? Tiểu Trư, giúp ta mang bình trà này cho công tử kia. Ta hình như đau bụng rồi. Công tử, trà của ngài đây. Tiểu cô nương, còn gì nữa không? Công tử có quen Nhược Khanh tỷ không? Nhược Khanh tỷ, ý ngươi là Nhược Khanh cô nương? Ừ, ngươi là người mở cửa đêm đó. Hi hi, đúng là ngài rồi, ta là Tiểu Trư. Công tử tên gì? Gọi ta là Tông Tư Thông là được. Đúng rồi, buổi kể chuyện này khi nào kết thúc? Tiết mục tiếp theo là gì? Ông Tôn kể không hay sao? Cũng được. Ông Tôn là người kể chuyện giỏi nhất ở phường Hát. Câu chuyện cũng được yêu thích nhất. Nhiều người thích nghe. Ông ấy kể không phải bình thường đâu. Tiểu cô nương, người nghe bao nhiêu câu chuyện rồi? Nhiều lắm. Nghe qua Bạch Xà Chuyện chưa? Bạch Xà Chuyện là gì? Tây Du Ký, Thiện Nữ U Hồn. Họa Bì, nghe chưa? Họa Bì là gì? Ta chưa nghe bao giờ. Hàm ôm, đây là bánh hoa quế của Nhược Khanh tỷ làm. Ngon lắm. Ngài kể chuyện cho ta. Ta mời ngài ăn cái này được không? Được. Ngày xưa, Phủ Khánh An có một người đọc sách tên là Vương Sinh. Sáng sớm, chàng ra ngoài gặp một cô gái xinh đẹp, đang gánh hành lý đi đường. Bước đi khó khăn, Vương Sinh lấy làm lạ, một cô gái yếu đuối lại vội vàng ra đường từ sớm. Chẳng lẽ có việc khó khăn, vội vàng đi theo nàng. Hóa ra là chuyện tài tử giai nhân. Nghe cũng hay đấy chứ. Thế là Họa Bì bắt đầu từ miệng Tôn Nhân. Tiểu cô nương tò mò chăm chú lắng nghe. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần nghiêm túc. Khách xung quanh cũng vây lại nghe. Người ngày càng đến đoạn cao trào. Hàm ôm, tiểu nha đầu, kêu cái gì? Nghe chuyện đi, đừng làm ồn, đừng làm ồn. Nói tiếp chuyện thư sinh đi. Sau đó Vương Sinh thấy nàng thế nào? Chuyện gì đây? Người này từ nơi khác đến phá đám mà. Tiền thưởng cho ngươi, kể tiếp đi. Chuyện sau này để dịp khác kể. Hừ, công tử này nói không giữ lời. Người kia là ai? Lão già, đừng kể chuyện cũ nữa. Biết kể Họa Bì không? Mau kể đi. Tiền thưởng không thiếu ngươi. Đúng đúng, tên thư sinh kia thật vô lễ. Kể một nửa rồi chạy, nghe làm người ta bứt rứt. Mau kể tiếp chỗ hắn dừng lại. Chúng bảo ta kể gì Họa Bì? Ta biết đó là gì đâu. Đại nhân, Phương đại ca ra ngoài mua đồ. Thôi, chờ hắn về nói với hắn. Nói ta về trước. Hay là ra ngoài tìm? Có thể là nó đói nên chạy ra ngoài rồi. Không đâu, sáng nay tôi mới cho nó ăn mà. Đây là con thỏ mà cậu gửi tặng cho tôi. Vẫn chưa tìm thấy nó. Có lẽ nó đã lén chạy trốn rồi. Hy vọng con thỏ nhỏ có thể tìm được gia đình của nó. Công tử đã đến rồi. Cảm ơn anh, hôm khác tôi sẽ mời anh ăn món thịt kẹp bánh. Phải mau chóng mua một ngôi nhà lớn trong thành thôi. Đi lại hàng ngày như thế này thật mệt mỏi. Bao giờ mới xong đây? Haha, hương vị của tôi. Sao hôm nay lão Phương không đi cùng anh? Là anh đấy à? Chẳng phải người xuất hiện ở tập đầu và bị Như Ý đuổi đi sao? Nghe anh ta nói như vậy có vẻ nguy hiểm. Anh có ý gì? Đừng vội, quan huyện, xem thử đây là gì trước đã. Con thỏ xảo quyệt. Sao nó lại ở chỗ anh? Ở chỗ tôi không chỉ có con thỏ này. Anh đã làm gì Tiểu Hoàng? Muốn gặp con nhà đầu đó à? Đi theo tôi là được. Sao tôi biết được? Anh có bắt bừa một con thỏ để lừa tôi không? Tiểu Hoàn đang ở chỗ anh. Anh có bằng chứng gì? Như chị em của cô ấy ở nhà. Cô ấy không thể mang Tiểu Hoàn đi được. Nhưng con thỏ này chắc chắn là của Tiểu Hoàn. Nếu cô ấy luôn ở nhà, tôi thực sự không có cách nào. Nhưng con nhà đầu này lại thích ra ngoài thả con thỏ ngốc này. Anh, nhanh đi thôi. Đừng để tôi phải ra tay. Hôm nay có lẽ phải đi một chuyến với Ngô Anh rồi. Từ lâu rồi, Như Ý đã nhắc tôi phải cẩn thận với Ngô Anh. Một thân võ nghệ không thể xem thường. Nhưng tôi cũng không phải loại tầm thường. Tôi là đồ đệ của Tiểu Di. Quan huyện, mời đi lối này. Nghe lời anh ta vừa nói, có vẻ không dự đoán được Lão Phương không ở bên tôi. Điều này cho thấy trước đó, anh ta không e ngại Lão Phương. Hoặc là kế hoạch của anh ta đã bao gồm cả Lão Phương. Một kế hoạch phức tạp như vậy, chắc chắn là có mục đích. Mặc dù tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn anh ta an toàn. Đến rồi, con nhà đầu ở bên trong. Sao lại không dám vào? Hâm ôm. Bị lừa rồi. Sao cậu chưa về? Tiểu Hoàn, cậu chưa về à? Chưa, để tôi đi hỏi chú Phương xem. Cậu ấy luôn đi cùng với chú Phương. Nếu chú Phương chưa về, có lẽ là cậu ấy bận việc gì đó. Đại tiểu thư, tôi đã về rồi. Chú Phương, cậu ấy đâu rồi? Gì cơ, cậu ấy chưa về sao? Lưu Nhất Đao bảo tôi.
nên tôi đành tự mình về làng. Có khi nào ở Như Ý Phường? Không thể nào, hôm nay cậu ấy chưa tới tiệm. Nhân viên nhà xe cũng nói, họ đã đưa cậu ấy xuống núi. Thấy cậu ấy lên núi bằng mắt. Tất cả là lỗi của tôi, nếu không vì tôi thèm ăn mua thịt, cậu ấy đã không gặp chuyện. Bây giờ không phải lúc nói điều này, quan trọng là phải tìm cậu ấy trước. Vì nhân viên nhà xe lần cuối thấy cậu ấy là dưới chân núi. Mọi người tìm dọc theo con đường lên núi đi, không chắc là có chuyện gì xảy ra. Có thể giữa đường sẽ gặp cậu ấy. Anh Từ nói đúng, có thể lúc lên núi, cậu ấy nhớ ra có việc cần làm, nên quay lại Phú Thành. Thế này đi, các người tìm dọc đường đi. Trong lúc cổng thành chưa đóng, tôi đi Như Ý Phường và huyện Nha xem. Có tin của cậu ấy, sẽ báo ngay cho các người. Những người này đều là những người làm việc đầu tiên với hạ nhân. Từ biểu cảm lo lắng và những lời nói ngắn gọn của Lão Phương cũng đoán ra được sự việc. Lúc này ba năm người tập hợp đại trong chốc lát, nhanh chóng rời khỏi làng, tìm kiếm dọc theo con đường núi. Mắt Lão Phương đỏ ngầu hơn, nhìn lại một góc của sân, rồi lao xuống núi. Nhị tiểu thư, tiểu thư, nhất định có thể tìm thấy công tử. Tiểu Hoàn không nghe thấy câu trả lời của Lưu Như Ý. Khi cô quay đầu lại lần nữa, một con ngựa từ trong sân lao ra, nhảy qua ngưỡng cửa. Dưới ánh trăng sáng, bóng dáng người con gái trên nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô. Nhanh như vậy sao? Nhanh hơn tôi tưởng. Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Tưởng rằng Như Ý chọn một kẻ vô dụng, không ngờ anh cũng có chút can đảm. Sao không cầu xin tôi? Sao không cầu xin tôi tha mạng? Anh là một thư sinh yếu đuối, sao lại có tự tin này? Anh biết không, thật ra từ nhỏ tôi đã quyết định sẽ lấy Như Ý làm vợ. Tối hôm đó, nếu không vì Như Ý ngăn lại, tôi thật sự đã giết anh rồi. Sau đó thì sao? Tất nhiên giờ anh ta không xứng với tôi nữa. Giao công thức Như Ý lộ và rượu mạnh ra, chẳng lẽ anh không dám? Hóa ra chỉ vì công thức Như Ý lộ và rượu mạnh. Anh nói sớm đi, hà tất phải phiền phức thế này. Như Ý lộ và rượu mạnh thực ra là một thứ. Chìa khóa là làm sao? Tinh chế rượu. Thiết bị tinh chế rượu khá phức tạp. Tôi nói thế này anh chắc chắn không hiểu. Thế này đi, tôi đợi anh ở đây. Anh về lấy giấy bút. Tôi vẽ cho anh xem. Anh nghĩ tôi ngốc sao? Nếu tôi rời đi, có còn thấy anh khi trở lại không? Đây là lỗi của anh rồi. Người đọc sách không nói dối. Tôi nói sẽ đợi anh ở đây. Là sẽ đợi ở đây. Đừng có hỗn xược. Anh đáng chết. May mắn là gần đây tôi đã chuẩn bị phòng vệ dày. Nhờ Như Ý nhắc nhở, làm quan huyện nguy hiểm lắm. Cuối cùng cũng có hiệu quả. Tôi đã bôi thuốc độc lên kiếm. Tạm biệt, Ngô Huế yên tâm. Công thức Như Ý lộ tôi sẽ gửi anh khi về. Hy vọng dưới địa ngục không có người xuyên không. Nói xong câu này, hạ nhân như dùng hết sức lực, ngã quỵ bên cạnh vô âm. Tên này thực sự là một kẻ điên. Ngày đầu tiên xuyên không đã bị bắt về làng. Chuyện này là lỗi của tôi sao? Chỉ vì chuyện nhỏ này mà phải liều mạng thế à? Còn luật pháp gì nữa không? Đại ca, anh nghĩ năm huynh đệ đó có làm được không? Nghe nói người đó chỉ là một thư sinh yếu đuối. Võ công của năm huynh đệ không tầm thường. Dù các anh hợp lại cũng không phải đối thủ của anh ta. Chuyện này chắc chắn không sai. Với khả năng của năm huynh đệ, chắc không có sai sót gì. Chỉ không biết có hỏi được không? Công thức Như Ý lộ, nghe nói công thức đó rất quý giá. Ha ha, Lão Tứ, anh còn lo chuyện này sao? Những người đọc sách nhát gan nhất, chặt một tay một chân hắn trước, xem hắn muốn mạng hay công thức. Chúng ta mau qua đó. Nếu năm huynh đệ không nương tay, hành hạ chết thư sinh đó, thì hôm nay chúng ta làm không công rồi. Lão Tứ nói đúng. Chúng ta mau qua đó thôi. Lần xuyên không này thật đáng sợ, đều là cao thủ võ lâm. Tôi là người bình thường làm sao bây giờ? Mệt đến nỗi không đi nổi. Ai biết hắn có đồng bọn không? Ngô huynh, chúng tôi đến rồi. Tôi đã nói là có chuyện xảy ra mà. Ngô huynh đệ, người đã bị bắt. Thế nào? Hắc Phương hỏi. Ra chưa? Không cẩn thận để hắn chạy mất. Di cơ, để tôi xem. Lão Tứ, cẩn thận. Đừng động, Ngô huynh đệ. Anh không phải Ngô huynh đệ. Đừng kích động, có gì từ từ nói. Hai người ra ngoài đi. Đại ca, tên thư sinh đó sẽ không cứa cổ Lão Tứ chứ? Nếu hắn muốn sống, sẽ không động đến Lão Tứ. Dù không biết hắn làm sao giết Ngô huynh đệ, nhưng xem ra hắn cũng bị thương không nhẹ. Với sự khích lệ của Lão Tứ, sẽ không có chuyện lớn đâu. Chúng ta cứ chờ ở đây là được. Tôi nghĩ không lâu nữa, hắn sẽ tự mình ra ngoài. Người mặt mũi lầm lì chưa nói xong, cả hai cùng thay đổi sắc mặt, nhìn về hướng đi tới. Dưới ánh trăng, một bóng dáng mơ ảo đang nhanh chóng tiến gần. Người nào? Tô Man Khê đâu? Tô Man Khê, hình như thư sinh đó gọi là Tô Man Khê. Hóa ra cô gái này đến tìm thư sinh đó. Thật là trùng hợp. Nếu có thể bắt được hắn, thì thư sinh không còn là mối đe dọa cho Lão Tử. Hơn nữa cô gái này còn xinh đẹp nữa.
Ngươi nói thư sinh đó à, hắn chết rồi. Theo ta thấy, ngươi không cần tìm thư sinh đó nữa. Các cách cách có ai không mạnh hơn hắn ngàn lần vạn lần. Hắn chết rồi. Cuối cùng vẫn đến trễ rồi sao? Mao Tam, bắt hắn trước. Những chuyện khác nói sau. Đại ca à, sao ngươi lúc nào cũng thô lỗ vậy? Đừng làm cô gái này sợ. Nhìn cái mặt nhỏ nhắn này thật đáng yêu. Hắn chết rồi, tại sao các ngươi còn sống? Ngươi dám bắt ông đây à? Đại ca đừng đá nữa, ta không chịu nổi. Bên ngoài sao ổn thế? Chết tiệt, ngươi đợi ở đây. Ra ngoài ta gọi đại ca, bọn họ sẽ tra tấn ngươi. Lần này chắc ta tiêu rồi. Ta còn chưa ăn bánh bao kẹp thịt đã đặt trước. Ta còn chưa nắm tay như ý. Đại ca ta ra đây. À còn một người nữa. Như ý, ta nhớ ngươi. Thơm quá, mềm quá, liễu như ý ôm hắn, khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng tan biến, ngẩng đầu nhìn trời. Đêm nay trăng thật đẹp. Bên trong không phải hắn. Liễu như ý bước đến, lờ mờ có thể nhận ra, người chết thảm đó là Ngô Ân. Một người là thư sinh không biết võ công, một người là cao thủ võ công tuyệt đỉnh. Ba người ngoài kia võ công cũng không tệ. Hắn làm sao làm được? Liễu như ý hơi mất hồn. Sau một lúc, cộng tôi mang khê lên, đi ra ngoài, biến mất trong đêm. Nhị tiểu thư, phu quân đã tìm được, gửi người về thông báo trước. Chúng ta về phủ thành ngay. Đại phu thế nào? Đừng lo, đừng lo. Huyện úy đại nhân lần này bị thương nặng. Vết thương ở chân là vết thương nhỏ, lấy ít thuốc vàng từ tiệm. Đắp lên là ổn. Nhưng vết thương ở bụng, có lẽ là nội thương. Dù không nguy hiểm tính mạng, nhưng cần thời gian để khỏi hẳn. Được rồi, ta sẽ kê đơn. Dưỡng sinh là chính, thuốc là phụ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngô Anh mà rơi vào tay ta, chắc chắn ta sẽ giết hắn. Ngô Anh đã chết rồi. Không ăn. Thật là may cho hắn. Tướng công, ngươi tỉnh rồi, mọi người đều ở đây. Đã nhờ bác Phương báo lại với nha môn. Tướng công cứ dưỡng thương, không cần lo những việc khác. Lần này ta không làm người mất mặt chứ. Tạm thời không. Tô Man Khê, thân thể ngươi không sao chứ? Cảm ơn đại nhân lưu quan tâm. Không sao, nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn, nhưng thời gian này chắc sẽ lỡ việc công. Tôn huyện úy cứ dưỡng thương, không cần lo việc công, ta sẽ sắp xếp hết. Vậy phiền đại nhân lưu rồi. Nghe nói Tôn huyện úy hôm qua bị bọn hung đồ bắt, có biết bọn hung đồ chết thế nào không? Thật ra hôm qua bị bọn hung đồ đánh ngất, tỉnh dậy thì đã khuya, rừng núi hoang vu, tưởng rằng không thoát được, không hiểu sao bọn chúng đều chết bất ngờ. Có lẽ là đầu đá nhau, đều chết cả. Chắc chỉ có thể như vậy. Những tên trộm đó đáng chết, chỉ cần huyện ủy hạ bình an vô sự là được. Không hổ là thần tượng của tôi, vài tên trộm tội ác tay trời. Anh hạ nhân một đánh bốn, quá mạnh rồi, vụ này sẽ được kết thúc như anh hạ nhân nói. Âm mưu hãm hại Nani quan chức triều đình cũng đều chết trong cuộc đầu đá nội bộ. Huyện ủy hạ nhân không gặp tai nạn, thoát khỏi tay bọn trộm. Thật là may mắn trong cái rủi. Huyện ủy hạ nhân không khỏe, bản quan sẽ không làm phiền nữa. Không khỏe, sẽ không tiễn lưu đại nhân nữa. Không sao chứ. Tôi vừa tỉnh, các người từng người đến, ai chịu nổi đây? Hôm qua rốt cuộc là sao? Đừng nhắc nữa, cặp một tên điên. Điên, cậu nói tên Ngô Anh đó cậu giết hắn thế nào? Chuột là chuột, cậu nói bừa thế, tôi cũng có thể kiện cậu tội phỉ báng. Lúc tôi tỉnh dậy họ đã nằm dưới đất hết rồi. Ngoài nội đấu, còn có khả năng gì nữa? Còn Ngô Anh thực sự bị ai giết? Làm sao tôi biết? Nhân lúc mấy người đó chưa chết lâu, tìm vài đạo sĩ hoặc nhà sư gọi hồn, có thể còn hỏi được. Hề hề nhóc con, nói linh tinh. Bốn tên đó võ công đều đạt mức cao. Phạm Na Hân nhiều vụ án bí mật, đi khắp các phủ châu, không biết bao nhiêu quan binh đã mất mạng dưới tay chúng, mà từng tên bị giết bằng một nhát kiếm, chết mà không có cơ hội phản kháng. Có thể thấy người giết chúng là cao thủ dùng kiếm, dù không đạt mức tông sư, cũng thuộc hàng nhất lưu thời nay. Nhất lưu thời nay à? À làm gì thế? Quả nhiên không phải. Không phải cái gì? Tôi không sạch sẽ. Các người là ai? Chẳng lẽ là cô gái này? Ra đấu tay đôi, nhà tôi nghèo, đừng phá hỏng nhà tôi. Đỡ tôi dậy, sao vừa gặp đã đánh nhau? Tôi vừa tỉnh đã lắm chuyện phiền thế này.
Yên tâm, bà Vương không có ác ý đâu. Thơm quá, tôi chịu không nổi nữa. Không biết ai mạnh hơn. Bà Vương được phụ hoàng phải tới bảo vệ tôi, sao có thể là kẻ tầm thường? Chứng minh là một cô gái đẹp cùng tuổi tôi, cũng có sức mạnh này. Quả nhiên tiên nhân và người bên cạnh đều là quái vật. Ai bắt nạt nhị tiểu thư nhà ta? Ôi mẹ ơi, đây là bà nào? Sao lợi hại nan như thế? Hê hê, cô bé tuổi không lớn, võ công không tệ. Bà già bà cũng không kém. Bà già chỉ còn thiếu một bước. Nếu thực sự liều mạng, sợ rằng không phải đối thủ của bà già này. Cô gái, sư phụ cô chưa dạy cô khi đấu với người khác không được phân tâm sao? Đây là công phu gì? Đắc tội rồi tướng công. Hai vị này là, tôi đi lại thêm một cô gái đẹp, mà còn một chiêu đánh lui bà Vương. Con là vợ của tôn kia. Đi rồi, lại đi rồi. Không ở lại ăn cơm dưỡng thương sao? Khỏi nhanh đến nha môn báo danh. Không thể nào. Dù cô bé đó luyện võ từ trong bụng mẹ, cũng không thể. Tuyệt đối không thể. Bà Vương không thể nào. Cô gái tên như ý đó, cô ta mới bao nhiêu tuổi? Làm sao có thể? Làm sao có thể đạt mức tông sư? Tông sư thật sự là bà già. Tôi già rồi, thân thể không còn khỏe nữa. Thiên phú của công chúa đã là hiếm thấy lúc bấy giờ rồi, không cần phải quá thất vọng. Áo cũ nhìn sâu, hai cô gái nhỏ này học nội công không tầm thường, so với võ công trong cung cũng không kém là bao. Bên cạnh chắc chắn có cao thủ tông sư dạy dỗ, hơn nữa đã lâu. Nếu không thì dù tài năng có tốt đến mấy, cũng không thể đạt được mức độ hiện nay. Trại Liễu Diệp này không đơn giản. Cao thủ tông sư đã đứng trên đỉnh võ học, dù là công chúa cũng không thể ép buộc một tông sư đi theo mình. Từ nhỏ dạy dỗ cẩn thận, chẳng lẽ Liễu Diệp chiếm giữ một tông sư? Chị đột phá rồi. Vừa mới đột phá không lâu, còn cần thời gian củng cố. Đợi một thời gian, chị sẽ dạy thái cực của nhà hạ nhân cho em. Chắc sẽ giúp em phá vỡ giới hạn nơ han. Thái cực nhà hạ nhân không phải cái mà tôm hay đánh. Những cú đấm lộn xộn đó sao? Gì mà lấy nhu khắc cương, mượn lực đánh lực, bốn lạng đẩy nghìn cân. Anh ấy không biết võ, ngày nào cũng chỉ biết ba hoa. Tướng công không biết võ, nhưng những điều anh ấy nói về thái cực rất có lý. Đợi thêm thời gian, chị sẽ truyền dạy thái cực nhà hạ nhân cho em. Em sao thế? Tối qua về nhà bị chó cắn tôi à? Sao em vào được? Leo tường vào chứ sao? Nhà em cách tủ lầu một bức tường, chị quên rồi sao? Chị kể tiếp chuyện họa bì được không? Không kể phần sau. Em sẽ lấy vài miếng bánh quế hoa từ chỗ chị Nhược Thanh cho chị. Được, thỏa thuận, đợi em. Chuyện bánh quế hoa, nhớ đừng nói với chị Nhược Thanh nhé. Yên tâm đi tôm. Bắt đầu kể tiếp câu chuyện hôm trước. Cô gái thần tình chăm chú, lén ghi nhớ câu chuyện, sau đó kể lại cho ông Tôn. Có thêm phần tiếp theo, khách có thể sẽ cho nhiều tiền thưởng hơn. Cảm ơn câu chuyện của chị, em đi trước nhé. Chuyện bánh quế hoa nhớ giữ bí mật. Nhân lúc còn nhớ chuyện, nhanh chóng kể cho ông Tôn. Vì vài miếng bánh quế hoa, ngoài chuyện họa bì, tặng em thêm một câu chuyện linh hồn nhé.